Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng, kính lễ thầy trụ trì Chùa Long Minh. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ hơn bằng cùng nhau con ngồi như đại tràng này, con đề lời Phật dạy, nguyện mong chư Phật, chư vị Thiên Long Hoàng Pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói và nghe pháp thoại, tâm sai thế giới của Phật, tâm làm nhân quả. Để người nói, lệnh người nghe, đều được ích lợi, chúng con tạo đàn ở sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con xin kính chào các Phật tử. Thầy cũng nhờ lòng từ bi của thầy trụ trì cùng chúng ta nơi đây, cũng như là sự hỗ trợ cho các Phật tử, thầy cô và các em mới có được buổi học mặt hôm nay. Thân này có nhiều vị lớn tuổi hơn cô, nhưng mà cô xin được mạnh phép gọi bằng em, là vì trong tứ chúng của Phật và có chia ra là tăng ni, cận sự nam, cận sự nữ, thì quý vị bị sắc số 3 thành ra bị gọi là em, nên đáng chịu thiệt thòi chút. Này, hồi nãy cô được gặp thầy, thầy hỏi là cô muốn giảng ở đâu, em có muốn giảng thầy đặt đâu chúng con ngồi đó, thầy chúng con rất ngoan. Nãy thầy bị cô đi ra đây, tôi mới nói với thầy dắt con đi thì con tốt, cho nên thầy mới dắt ra thầy niệm Phật dùng. Thì là các Phật tử biết là khi Phật giác ngộ xong thì ngài thành lập tăng đoàn trước, cho đến mùa hạ thứ năm sau khi mà dành được kinh vô tình phạm đó, thì Đức Phật mới dẫn các vị tỳ kheo có gốc phát từ thần Ca Tỳ La như tổ nghĩa An Nan, ngài An Nan được ngài Đề Bà Đạt Đa, ngày La Hầu La trở về, và Đức Phật mới là tiễn cha đi và gọi vô cùng. Sau khi đã thuyết pháp và giúp Đức Vua chứng quả A La Hán, thì sau khi mà trả tiền xong thì Đức Phật ra đi, từ đó ngài không trở về Ca Tỳ La Vệ nữa. Thì khi vô tình phạm mất rồi thì Như Mẫu cùng với các hoàng phi quận chúa và rất nhiều phụ nữ ở thành Ca Tỳ La thì xin Phật xuất gia, nhưng mà ba lần Phật từ chối. Và để tỏ rõ quyết tâm thì các bạn từ cạo tóc, từ đổi y phục và nhuộm y, đi chân không, đi theo Phật, dĩ nhiên là đi xa xa. Và các bạn tức là tiền bối của chúng ta không quên sử dụng một vũ khí rất thiết thực là nước mắt, tức là vừa đi vừa khóc. Chân thì xin dù lên, y phục xót xớt và quần áo dính đầy bụi đường, những bước chân trần của các mệnh phụ phu nhân đó đi trên những nẻo đường mà ngày xưa các bạn chỉ đi trên những cái kiệu bằng vàng, thì đó là những gì mà xuất thân từ hoàng tộc. Thì trước hoàn cảnh đó, nhất là Di Mẫu đã cao tuổi rồi, Di Mẫu là người dì ruột và cũng là người mẹ kế của Phật, khi mà ngày còn là hoàng tử đã thay người chị mình nuôi nấng Đức Phật cho đến ngày không lớn, thì ngày A La mới cầm lòng không được, cho nên vô xin Phật cho phụ nữ được gia nhập tăng đoàn. Thì Đức Phật từ chối mấy lần, cuối cùng ngày A La không xin nữa, mà chỉ hỏi thế này: phụ nữ có khả năng tu đạo và chứng đạo như nam giới hay không? Phật nói khả năng vẫn không khác, tức là một người phụ nữ nếu được hướng dẫn và quyết tâm tu đạo thì có thể chứng những quả gì mà một vị tăng có thể chứng. Thì ngay khi đó Phật nói, ngài A Nan nói gì sao Phật không cho Di Mẫu cùng với các bà xuất gia? Thì Phật cũng đã đi ra hỏi với bà có nhận bát kinh pháp không. Thì một trong những bát kinh pháp đó là: thứ nhất, một vị tỳ kheo dù 100 tuổi hà, tức là xuất gia 100 năm, còn gặp một vị tỳ kheo tăng mới xuất gia 1 ngày cũng phải lễ bái chào, tức là vị trí của người ni ở trong tăng đoàn so với Kim Tăng là đứa con, là người em, chứ không phải là chị hai, không phải là má, dù là Di Mẫu là mẹ của Đức Thế Tôn. Và một chuyện thứ hai nữa là Kim Tăng sẽ giảng dạy chuyển lỗi cho bên Ni, nhưng mà Ni không có quyền chuyển lỗi bên Tăng. Rồi những khi mà cần họ nhớ, những khi cần cất chùa, những lúc còn học hành qua tại an cư kiết hạ, tức là nhắc nhắc những việc liên quan đến vấn đề tu học, về vấn đề an toàn, về vấn đề mà phạm hạnh,
đều phải nhờ Minh Tăng cố vấn và dạy bảo cho. Thì dĩ nhiên là Di Mẫu đồng ý. Thì từ đó đến nay thì bát chánh pháp, tức là 8 điều kiện đó, thì đi giới mới gia nhập thì phải học thuộc lòng. Và sau này thì cô mới thấy đó là 8 điều lệ rất đáng thèm. Cái quy định là bổn phận của chư Tăng là cha, là anh, đối với bên kia luôn là con, là em. Và các ngài phải bảo bọc, lo lắng, dạy dỗ, chăm sóc, lo tất tần tật mọi việc. Trong khi đó đi không có bổn phận gì hết, ngoài chị lốt thuốc đi theo, à, mẹ nheo, năn nỉ, mượn đồ, càm ràm, đủ thứ hết. Cho nên ngày hôm nay cô đến đây, cô cảm thấy rất là hãnh diện khi mà Di Mẫu đã nhận 8 điều bát chánh pháp. Cho nên cô tới thì cô chỉ ngồi y do đó, thưa này, tụi em con rất ngoan, thầy đặt đâu ngồi đó. Và con tới đây con rất là run sợ, nhưng thầy dắt con ra dùm. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu được những điều đó thì chúng ta mới thông ý của Phật. Khi ngài đưa ra 8 điều kiện đó, giống như trong nhà cưng á, thì cưng con út, nhưng mà nhờ thì nhờ con đầu. Đứa con đầu là cùng với cha gánh vác tất cả mọi việc nặng nề, nhưng mà món ngon vật lạ là con út lụm hơn. Quý vị đã thấy không? Thành ra khi mà là đứa con, là đứa em thì luôn luôn mình được hưởng cái phần quyền lợi nhiều, và bổn phận đóng góp thì không có chuyện gì hết. Cho nên khi mà coi lại bộ luật Tỳ Kheo Ni thì con thấy ngay đến khi Di Mẫu Chư Tăng nhờ Di Mẫu nhượng đồ, Phật cũng không được, cảm không được nhờ Di Mẫu nhượng đồ, còn không thấy tay của bà dính đầu bà. Bà hỏi tại sao vậy? Thì nói là có một vị Tỳ Kheo Tăng nhờ Di Mẫu nhượng đồ, Phật chế liền cái luật Tỳ Kheo Tăng không được sai đi làm cái gì hơn. Và đó là một cái điều luật rất đáng thèm. Chẳng hạn như khi đi đến các chùa, các ăn, các khách, thì cứ dồn nó chừng nếu gần đó có chùa Tăng thì mình mới được quyền căn. Thì quý cô sau này cũng áp dụng điều đó triệt để. Chẳng hạn như sau đỉnh Lâm thì tất cả Tăng viên trẻ đều phải đi ra dùng chung đất mới làm chùa. Thì chung quanh một cái chùa Tăng bao giờ cũng có các chùa đi lúc thúc bên. Thứ nhất là để coi bên Tăng có cái gì thì mượn cuốn, mượn rượu, mượn tất cả những cái gì mà trong bát chánh pháp có nghi là có thể nhờ giả được. Là mượn xong rồi thì bao giờ xài, đến bao giờ mà nó hư rồi không thể xài được thì lén lén đem trả để nhờ Chư Tăng trao cán lại. Mà Chư Tăng vừa tu bỏ chưa điện xài thì một chùa đi khác lại được. Rồi còn cái nói gì an ninh cũng vậy. Tôi nhớ là hồi đó là ở Phu Đại Thành Nhân á, nữ điên ăn cướp cái trộm nó hay tới trong chùa, thì mấy cô chỉ cần là giống thóc, giống trống, khua chiên la làn lên là quý thầy xách cầm dông chạy tới cúng tế. Mà khi bên quý thầy mà đánh trống khua chiên thì quý cô là tật về cửa chùa, cài cửa phòng chùm mình ngủ tới sáng. Tại vì bác chánh pháp đang có biểu mình bản mệnh chiến thắng luôn. Chứ gì hiểu chứ. Thành ra nếu chúng ta hiểu được điều đó thì thấy nơi đâu quý thầy cũng có thể bảo bọc, lo lắng và chăm sóc, ngay đến khi mà cần dạy dỗ thì quý thầy cũng rất sẵn lòng. Thành ra hiểu được điều đó thì để biết cái tấm lòng của Đức Phật đối với những người con gái của mình, đúng không? Tức là về cái chuyện tu học, khả năng chính đạo tu học không thua gì bên nam, nhưng về sức khỏe, về sự yếu đuối, về quan niệm mà trọng nam khinh nữ và những vai trò của phụ nữ ngày xưa rất là yếu kém. Tập Trưởng Lão Tâm Kệ thì chúng ta thấy là lịch sử của chư vị thánh tăng hồi đó rất là hào hùng. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Kiên Viên, ngài Ca Diếp, ngài Bồ Kiền Liên là những người xuất thân từ danh gia vọng tộc quý phái, học thạo học và vấn rất là giỏi. Khi các ngài mà gia nhập tăng đoàn vào Đức Phật có thể mà nhờ giảng rất là nhiều, rồi hàng mà thuộc về sát lý lợi thì cũng rất là giỏi. Riêng bên đây thì rất là tội nghiệp. Trong Trưởng Lão Liên Kệ thì rất nhiều bài kệ liên tóm tắt về cuộc đời của những vị vua phát xít từ điên khùng, vì con chết, vì chồng bỏ, vì gia sản, vì người thân bị chia liền, và các bà đến với đạo có khi không biết chữ, và có khi là xin yên tản tơi, hoặc là những cái hàng tận cùng trong xã hội như làm kỹ nữ, làm cái nước cho mình. Nhưng mà khi đi vào trong tăng đoàn rồi thì cái sự hướng dẫn của Chư Tỳ Kheo Tăng, sự chỉ dạy của Phật và sự tâm đại của Di Mẫu, các bà đều chứng thánh quả
La Hán, một địa vị không thua gì bên Nam giới. Khi đã là La Hán thì đều là La Hán chứ không phân biệt nam hay nữ, tăng hay ni nữa. Ta nói đó là cái bằng chứng rất hùng hồn cho cái lời sau này trong Kinh Pháp Hoa mà lặp lại nữa là tất cả chúng sinh đều có Phật Thánh, có Phật Tử giáo chứ. Thì hôm nay có nói lại những điều đó để các Phật tử nam nữ hiểu trong đạo Phật không có phân biệt giới tính. Tại vì giác ngộ Phật nói là không có dây cắt, không có sự phân biệt khi máu ai cũng đỏ, ai nước mắt ai cũng mặn. Chúng ta bình đẳng trước khổ đau và hãy ngọt. Thì phụ nữ có nghĩa là nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn, yếu đuối hơn. Tức là chúng ta như một cái luồng điện hơi mạnh mà cầu chị hơi yếu, chúng ta thế nào cũng đứt dây, và nó rất dễ đi đến cảnh điên loạn, rất dễ chảy nước mắt như bên ngoài. Nhưng mà về khả năng tu học thì Phật chỉ đòi hỏi phụ nữ có hai điều thôi. Một là giới hạnh, hai là trí huệ. Mà hai điều đó thì phụ nữ không kiếm quyết hơn bên nam giới. Thì hôm nay là do các em năn nỉ thầy, thầy mở túi từng viên cho nên cô mới được gặp các em lên đây. Thì các em muốn cô tự nói hay là các em hỏi? Nếu mà các Phật tử hỏi cái gì cô biết thì cô nói, cô giải thích. Mà cái gì cô không biết thì đã có thầy đây rồi, vậy thì mình không xin thầy ban bố bắt chứng pháp mà trả lời dùm nha. Thành ra xin các Phật tử muốn cô tự nói hay là các Phật tử hỏi? Cô tự hỏi. Cô nói nãy giờ gì rồi? Nãy giờ là tự nói rồi. Cảm thêm chút nữa ha. Các Phật tử vừa vừa tụng kinh xuống chắc cũng hơi mệt, biết thầy cho mình gặp mặt tới chừng nào ha. Bây giờ gần 8 rồi thì cô nói thêm chút xíu nữa. Ở đây quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa không? Có buổi sáng có tụng năm nghiêm không? Có một số Phật tử mà đi theo quý thầy tụng năm nghiêm, cái bài Tựa Thủ Lâm Nghiêm rất là hay. Trong bài Tựa Thủ Lâm Nghiêm đó là lời phát nguyện của Ngài A Nan: diệu tràm tổng trì bất động tôn thủ nguyên tương thế như ngụ tiên nhãn ức kiếp điên đảo tưởng. Đó là chữ nhau. Và kế đó là bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân nguyện kim đắc quả thần bảo vương. Mà nếu dịch ra tiếng Việt thì cũng khá hay. Thì bài Thủ Lăng Nghiêm đó là nói về lời phát nguyện của Ngài A Nan. Tôn giả A Nan là vị thị giả, một trong đại điện tử của Phật, là người mà sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi mới chứng thắng quả A-la-hán. Còn khi Phật còn tại thế thì dù Ngài nhớ kinh điển rất là nhiều, nhưng mà Ngài chỉ mới chứng quả Tu Đà Hoàn, là một vị trí mà bất cứ người Phật tử nam nữ nào của Phật ngày sau cũng có thể chứng quả, tức là yêu như một người cư sĩ. Nhưng mà đặc biệt Ngài có một trí nhớ rất là dai và được hầu cạnh Phật, và Phật từng khen ngợi rằng thì giả quá tướng của Phật, thì giả của chư Phật quá khứ, của tương lai cũng ngang bằng Ngài A Nan là Phật. Nhưng mà chỉ có một cái điều kiện là Ngài chưa chứng quả khi Phật còn tại thế. Thì một hôm trên đường đi khất thực, Ngài gặp phải con ma đăng già là bằng thiếu nữ hàng tiện dân rất điểm lệ, nhưng họ là ma đăng già chứ không phải là con ma con quỷ. Thì khi cô này đẹp dữ lắm, nhưng mà cô là hàng tiện dân, thì theo luật pháp Bà La Môn, hàng tiện dân không được quyền gần gũi, không được quyền để cái bóng của mình chiếu lên những hàng dân cấp trên, không được quyền nghe ngay cấp trên tụng kinh. Nếu đọc nghe tụng kinh không thì có thể bị tội là ấu trì đổ lên lỗ tai. Mà nếu cái bóng mà chạm vào người, bóng thấy cái tà áo đó, có bị phạt thể là bị cái hình phạt là bị chặt tay và chặt chân. Cho nên người hàng tiện dân này đang sống lén lút và coi như là không có một cái quyền làm người. Thì một hôm cô đi múc nước ở một bên bờ suối, thì Ngài A Nan đi đến gần và xin cô một bát nước. Thì cô mới la lên là: dạ bạch tôn giả, con là hàng tiện dân, con muốn lấy bát nước cho Ngài. Thì Ngài A Nan nói một câu rất đúng bài bản: thế tôn của chúng tôi dạy không có nước cách khi nước mắt ai cũng mặn, khi máu ai cũng đỏ, thành ra cô cứ múc cho tôi lấy nước.
Thì lần đầu tiên nghe một người giai cấp trên nói chuyện với mình, cho nên cô để ý dồn lên. Và tôn giả Anan của chúng ta rất thật là đẹp trai, cho nên khi nhìn thấy xong thì thần ấy tịnh bắn một mũi tên định bờ. Và cô đi về, từ đó cô bỏ ăn, bỏ uống. Và cô tâm sự với mẹ rằng không thể nào sống nếu thiếu người con trai đó. Thì bà mẹ nghe xong là hoảng kinh, mà nói làm sao mà con có thể nói khùng đi yêu thương một con người, thứ nhất là họ thuộc giai cấp vô chú, thứ hai nữa là hàng xuất gia. Mà mẹ đã quan sát rồi, đệ tử của ông Cồ Đàm không có người nào cưới vợ hết, thành ra coi như mối tình của con là vô vọng. Nhưng mà cô thiếu nữ mang trong nhà này, cô nằm nhẹ coi như mang bệnh tương tư, cô học sống rồi bỏ ăn bỏ uống. Thì bà mẹ thương con quá, cho nên bà mới không biết từ hồi xưa mấy ông thầy bùa bán cái chú gì này. Bà học và bà đi về nhà bà trăm một hồi. Thì tôn giả An Nghe của chúng ta đi ngang nhà ôm bác, chạy một bạch vô nhà người đẹp. Thì Đức Phật biết ngày An Nghe lâm nạn, cho nên Phật mới là thuy tuyên thuyết thần chú Thủ Lâm Nghiêm, sai ngày Văn Thù đi cứu viện và bắt được ngày An Nghe về, cũng còn nguyên, không có gì sức mẻ hết. Thì khi mà vừa gặp ngày An Nghe, vừa gặp Phật thì ngày khóc vô kể. Trong Kinh Lăng Nghiêm cô đến cũng khóc cả chục lần. Ngài mới nói câu thế này: con tưởng con là em cưng của Phật. Ngày mai cô thêm nó nghe, chữ tà gọi là ái đệ. Ái đệ là em cưng cái gì nữa, phải không? Ái là yêu thương. Con tưởng con là thị giả thương yêu, là người em cưng thân thiết nhất của Phật. Ở gần bên thế nào cũng được giác ngộ kế. Con ngờ ngày hôm nay gặp cái cô Ma Lan già đó, đọc cái thần chú gì xí chúng nữa là con tiêu hết cuộc đời tu trì rồi. Và ngày khóc thêm rằng nữa. Thì cái đó Phật mới hỏi cái đánh nhạc thì phải đánh tận gốc. Như vậy thì nguyên do là ông phát tâm xuất gia. Thì ngài nói là con phát tâm xuất gia là gì? Con thấy Đức Phật dung nhan của ngài đoan chánh, tướng hảo quá đẹp, và con suy giảm rằng cái tướng này không do ái dục sinh ra, do đó mà con phát tâm xuất gia. Phật nói như vậy thì ông lấy cái gì để thấy, lấy cái gì để biết? Ngài nói dạ con lấy con mắt để thấy, lấy cái tâm để biết. Anh hỏi con mắt ở đâu? Ngài nói dạ con mắt đừng nằm ở dưới chân mày, con đây ở hai bên sống mũi, quý vị thấy cái mắt ở đây. Và hỏi chứ cái tâm ở đâu? Ngài nói dạ cái tâm ở trong con, trong thân con. Phật nói giả sử như mà ông ở trong gian phòng này, trước khi mà ông nhìn thấy bên ngoài thì ông có thấy rõ ở trong phòng hay không? Thì ngài anh nói dạ thấy. Phật nói như vậy thì tâm ở trong ông như vậy chứ nó có biết rõ ruột gan phèo phổi ông nằm chỗ nào không? Ngài nói dạ không biết. Phật nói như vậy thì ông nói tâm ở trong là sai rồi. Ngài anh nói dạ vậy nó ở ngoài. Nếu nó không thấy ở trong như vậy thì nó ở ngoài. Phật nói nếu nó ở ngoài thì nó có dính dáng gì đến thân đâu. Hai một giống như là hai cái lãnh vực riêng biệt. Nếu nó ở ngoài thân thì làm sao mà mắt thấy mà tâm biết được? Ngài nói Phật chỉ còn một khám phá ra rằng cái tâm của con nó núp đằng sau con mắt, núp sau các căn, mắt vừa thấy cái nó biết rồi. Phải núp kiểu nào, núp ở trong hay núp ở ngoài? Thì nó dạ núp giống như là con mắt nó núp sau cái con kiến này nè, thì cái tâm nó núp sau con mắt. Và hỏi giả sử như con mắt này mà nó dòm thấy bên ngoài mà nó có thấy cái kiến không? Nó dạ thấy. Như vậy thì cái tâm ông nó thấy bên ngoài, nó có thấy con mắt không? Nó dạ không. Thì Phật nói vậy nó đâu có đúc. Ngài nói như vậy thì chắc nó ở chặng giữa. Tức là 6-7 lần ngài nói chỗ nào Phật cũng bác hết. Cái cuối cùng mình khóc lần nữa. Ngài nói bạch Thích Tôn, con phát tâm xuất gia, con theo Phật, con thừa sự hầu hạ học kinh ghi nhớ là nhờ con có tâm. Bây giờ Phật nói tra hỏi hơi giờ con thấy con không có tâm. Như vậy thì tâm con đâu mất tiêu rồi. Bây giờ bữa nay con không có tâm sao? Phật nói không phải là không có tâm, nhưng mà bây giờ ông phải nhận cho rõ giặc và con, chủ nhà mà khách. Chứ nếu mà ông nhận lầm giặc lầm con thì ông sẽ bị nó cướp hết tài sản. Thì Phật mới đưa ra hai cái ví dụ là khách và trần. Khách có nghĩa là chúng ta quan sát ở cái nhà, người nào thường ở đi tới đi luôn, không đi thường trực thì người đó là chủ. Còn người mà hãy đến mà đi thì người đó là khách, phải không? Thì trong chúng ta cái gì có đến cái đi, cái đó là khách. Mà cái thường trực mới là chủ, phải không nào? Và Phật có những ngày La Hầu La đánh một tiếng chuông, mới đánh thế này.
hỏi nghe không? Mẹ nói dạ nghe. Rồi một lát nữa cái tiếng hết, Phật hỏi nghe không? Mẹ nói dạ không nghe. Phật nói sai rồi. Cái tiếng chuông này có vang lên thì mình nghe tiếng chuông, nhưng mà tiếng chuông lặng đi thì các em vẫn nghe tiếng chuông nói, tiếng chim hót, đủ thứ chứ đâu phải là mình điếc. Như vậy thì trần cảnh là bên ngoài, là thức trần, có đến có đi, có mày vang lên và có đứng đi, nhưng mà cái khả năng nghe vẫn còn. Thì bây giờ cũng vậy, trước mắt chúng ta có người nam người nữ, có tốt có xấu, có tối có sáng, nhưng mà cái khả năng thấy cái đó nó thường còn. Cái gì lúc nào cũng có, cái đó là chủ. Còn cái là khi có khi không, cái đó là khác, đúng không? Rồi bây giờ đó, Phật thấy chỉ là khi mà ánh nắng soi qua dẫn đường thì thấy một cái luồng ánh sáng, trong đó có những cái bụi ban đầu. Thì Phật có nói là cái hạt bụi nó nhảy nhót ở trong cái ánh nắng đó, thì cái đó nó động, nhưng mà hư không là cái bất động. Như vậy thì bây giờ Phật mới chỉ là trong chúng ta cái gì có đến có đi, cái đó là cắt. Còn cái gì mà thường hằng bất biến, cái đó không đến không đi, cái đó vô chủ, thấy không? Cái nào có động, cái đó là bụi, còn cái hư không bất động. Vì nghe đó này nhận rõ, có tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết, cái đó là bất động. Còn cái vui buồn giận ghét, những cái đó, ví dụ khi mình khởi tâm giận, khi khởi tâm thương, khi khởi tâm từ, khi khởi tâm ganh tị, tất cả những tâm đó có đến và có đi, thì những cái mà có đến có đi, cái đó là không phải là chuyện. Thì nhân đó sau khi chỉ xong thì ngài nhận rõ là mình có một cái bất sinh bất diệt, cái đó thì gọi là pháp thân, là chân tâm hay là Phật tánh. Cho nên là ngài có quỳ xuống, ngài hùng hồn phát lên một lời phát nguyện mà vì là đọc buổi sáng đọc bài kinh thủ chú thủ niên á, là con tưởng rằng phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp rất là lâu xa con mới được pháp thân, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, mà không ngờ bữa nay Đức Phật chỉ công nhận là con có sẵn rồi. Cho nên là phát nguyện rằng nguyện trở lại trong đời mê trường, giúp chúng sinh hàng gắn đau thương để báo đời ân đức Thế Tôn, xin đem hết thanh tâm phụ sự. Hồi nãy mà một mình bà Ba Lăng già là ngài đã khóc chạy dài rồi, và bây giờ nguyện trở lại trong đời ác trường, đời ngũ trường, giúp chúng sanh là báo Phật thâm ân. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả cõi niết bàn, con không dám từ an. Tại sao hồi nãy trước khi mà Phật chỉ ra điều này thì ngài là một thanh niên yếu đuối, bây giờ chỉ khóc thôi, một mình bà Ba Lăng già và cái thần chú cá từ lên phạm thiên thì người không nổi. Và bây giờ sau khi chỉ nhận nó một chút xíu là mình có cái bất sinh bất diệt, thì từ đó ngài có một sức mạnh dám nguyện trở lại ngũ trường ác thế thời thế nhận, nguyện trở lại trong cõi đời ngũ trường là chúng sinh trường, phiền não trường, kiến trường, rất nhiều thứ mà ô uế như vậy, là để làm gì? Như chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thượng thể thủ nơi hòa, nếu còn một chúng sinh chưa kết quả thì con không nhập niết bàn, ở niết bàn con chưa thấy tự an. Phút trước là một chúng sinh yếu đuối sợ hãi, mà con nhận rõ về cái này là một người rất cùng hồ, em có để ý. Cho nên mỗi tối chúng ta đều phát nguyện điều này. Thì cái chuyện mà của tình của ngài Ma Lăng, bà Ma Lăng già và ngài A Nan, cái chuyện nó rất là hay. Tại vì sau khi mà ngài A Nan bị bắt về rồi thì bà Ma Lăng già bà cũng gần chết, bà liệt giường luôn. Cuối cùng bà mẹ mới dẫn đến thì bắt đền Phật, nói con gái tôi mà từ khi nó gặp ông thị giả của Thế Tôn thì bây giờ bỏ ăn bỏ uống sắp chết tới rồi. Thì bà hỏi cho bây giờ con muốn cái gì? Thì ngài bà Ma Lăng già bà nói là bà không thể nào sống khi không được gặp người thân niên dễ thương đó mỗi ngày. Thì Phật mới nói là bây giờ đến anh đây là xuất gia rồi, như vậy thì Ma Lăng già có muốn xuất gia không? À, nếu đi tôi thì có thể gặp tôn giả A Nan mỗi ngày được, không cho ở gần nhưng mà có thể gặp được, thì dĩ nhiên là bà bằng lòng. Thì mẹ của Ma Lăng già hoảng kinh, bà mới nói được đâu con ơi, con gái còn có tóc có tai cũng mới dễ coi hơn, mà bây giờ con cạo cái đầu trụi lưỡi là coi như là sắc đẹp con giảm hết 80% rồi, con còn tóc còn quần áo y phục lề lệ mà cái ông nó còn chưa nói ngàn tới. Bữa nay con cạo cái tóc và con đầu trần trăm tuổi là coi như con xấu tệ đi. Thành
ra bạc cảng, nhưng mà mang và nhất định xuất gia và được giao cho Di Mẫu. Thì bà xuất gia gì để thấy được người mình thương mỗi ngày, cho nên các cô đi nhỏ nhỏ từ từ theo chồng bà, giống như Tình Lan Nhà Điệp. Thì do đó cho nên bà và Di Mẫu hướng dẫn rất khéo léo, cho nên ngay trong khi ngày A La chưa chứng quả thì bà đã đắc quả A La Hán. Vậy một chị A La Hán hết trơn phiền não, cho nên bà khỏe mạnh tu thi trở lại, hết còn ốm yếu thất tình ho hen như ngày xưa. Và phải nói một cái chuyện tình rất là hay, và cũng là một cái minh chứng rất hùng hồn, là mình thấy một bên là dân gian dòng tộc, một bên là hàng đô lệ, một bên là học giỏi là trí huệ coi như là sáng ngời, mà một bên là coi như là thất tình ly lì, không học không hành gì hết, trong coi như là tận cùng xã hội. Như vậy mà ngày vừa qua đắc thánh quả, qua mặt ngày anh em nghe chỉ số 41, bên này là bên quả vị tư La Hán, còn bên kia là mới tu đàng hoàng là quả vị số 1. Thì điều đó để cho chúng ta thấy là các gì như đầu tiên không phụ lòng kỳ vọng của Phật, là trong chúng ta có một cái gì đó mà nếu chúng ta khai mở được thì chỉ cần hai yếu tố thôi: đức hạnh, giới hạnh và trí huệ, thì một người con Phật đều có thể chứng quả được. Đó là tự hiểu chứ. Thì bây giờ chị ngày anh em với nhà bà bán ra bây giờ thì cũng giống như trong thiền tâm kể cái câu chuyện mà con sư tử lông vàng. Chị kể rằng có một con sư tử, khi mẹ nó sinh ra thì mẹ lìa đời, cho nên con sư tử nó bơ lơ từ khi nó chưa mở mắt, thì nó đã mất mẹ mất cha rồi. Thì khi đó một bầy cừu mới là nuôi nó cho nó bú. Do con sư tử sống chung với bầy cừu từ lâu, cho nên nó không biết nó là sư tử, mà nó tập kêu be be giống con cừu, rồi nó ăn cỏ, và lúc nào nó cũng sợ sắc, không sợ hãi. Vì bầy cừu dạy rằng cừu rất là yếu đuối, bất cứ thú rừng nào, từ con sói cho tới con cọp, con beo, sư tử đều có thể ăn thịt hết, cho nên phải gặp những loài thú đó là phải chạy phục mạng. Thì con sư tử này từ nhỏ lớn sống với bầy cừu, cho nên nó nghĩ nó là con cừu, nó bú sữa cừu, ăn cỏ rồi nó sống y hệt như con cừu, chỉ có cái là bề ngoài nó là một sư tử lông vàng. Thì một hôm con sư tử chúa ở trong rừng là cha của nó, thấy tại sao trong bầy cừu có một con sư tử con lông vàng rất là đẹp, và con này lại ăn cỏ, mà hẳn gặp thú rừng ai cũng bắt nạt nó được hết, một con nai cũng làm nó sợ, một con khỉ nó cũng sợ, con beo bất cứ con nào nó cũng sợ, vì nó nói là nó không có đủ sức và kháng cự lại được cái nguyên lực rừng xanh, là mạnh được yếu thua, cho nên hẳn mà gặp bất cứ gì nguy hiểm là nó chạy phục mạng. Thì khi đó ông sư tử cha ông tức quá, bữa đó ông tốt cổ với con sư tử con, thì nó quỳ nó lại, nó nói dạ con là cái thân phận của con cừu rất là hèn mọn, không đủ cho ngày nhét cả răng đâu, ngày mà nuốt con thì cũng đủ xỉa răng thôi, thì tha dùng cho cái mạng hèn mọn của con. Thì sư tử cha mới là dắt sư tử con ra ở dòng suối và cho nó nhìn. Thì dòm xuống dưới suối, nó thấy một bóng dáng oai hùng của một con sư tử chúa là cha, và bóng dáng một con sư tử con lông vàng, nó liền rống lên một tiếng, từ đó không ai bắt nạt nó được, vì nó biết nó là sư tử. Dòng sư tử thì không ai bắt nạt, mà nó là chúa tể rừng xanh. Thì ở trong nhà thiền nói câu chuyện đó để cho chúng ta thấy, khi chúng ta chưa nhận rõ được mình có một cái gia tài pháp bảo rất quý, mình là con sư tử, thì chúng ta sợ, sợ sư tử, sợ luân hồi, sợ già, sợ chết, sợ xấu, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi nhận rõ được trong mình chúng ta có một, chúng ta là cái giống loài sư tử, thì từ đó chúng ta không có sợ hãi nữa. Do đó cho nên cái thời kinh mà buổi chiều mình dám quỳ xuống còn một lần nữa là phát nguyện: ngã kim phát tâm bất dị tự cầu, nhân thân phước báo thân môn duy nhất đại chí quyền thừa Bồ Tát, duy y tấu thượng thừa. Con ngày hôm nay phát tâm không gì cầu thân nhân duy nhất quyền thừa Bồ Tát, mà con chỉ cầu Phật thừa. Nghĩa là tôi hôm nay tôi không phát tâm, tôi không cầu được cỏ non, tôi không cầu chạy trốn thiệt mẹ, tôi không cầu làm con khỉ, con hươu, con nai, chí đến con beo, con cọp tôi không cầu, mà tôi chỉ cầu trở lại chúa tể rừng xanh, tôi là loài giống sư tử. Em hiểu chưa? Thật
trong cái ngã ngay nhận được rõ mình có một cái hạt giống sư tử trong Ngài, thì Ngài mới dám phát nguyện hùng hồn như vậy, là con nguyện còn một chút sư chưa chứng quả thì có nước bàn con không tự an. Con thấy đó mà báo ân Phật đã chỉ con ra, chỉ rõ con có điều đó. Như vậy thì vậy thì kinh điển Đại Thừa chúng ta hãy phát triển. Mà bộ kinh mình danh là bộ kinh Pháp Hoa. Trong bộ kinh đó nói là chư Phật ra đời chỉ có một đại sự nhân duy duy nhất thôi, là khai thị cho chúng sinh ngộ nhận được Phật tri kiến của chính mỗi người. Thì Phật tri kiến đó cô có thể đưa thí dụ giống như là một ông thầy giáo. Ông thầy giáo hiện diện một vùng quê hay là tỉnh làng hay bất cứ nơi nào, nhiệm vụ của ông chỉ là làm cho học trò biết chữ. Em nghe em chứ. Với một người mù chữ chưa biết gì hết, thì khi giờ ông thầy ông đọc cũng như cô là bây giờ mấy người mà đọc sách chữ Anh cũng nể lắm, mắt cô cũng thấy là mực đen giấy trắng, nhưng mà cô không hiểu trong đó nói cái gì. Nhưng mà một vị nói giờ trong đó biết chữ Anh thì giờ trong đó biết à cuốn sách này nói về khoa học, cuốn sách này nói về địa lý, cuốn sách này nói về lịch sử, mà tại sao không biết, là vì không biết chữ. Thành ra khi người thầy hiện diện một làng quê, một cái trường học, thì chỉ một mục đích duy nhất là giúp cho học trò biết chữ y như mình và có thể vượt hơn mình nữa. Và chúng ta sẽ có những cách học Phật như sau. Thứ nhất, ông thầy phát cho cúng giờ và ông tập hợp chúng ta lại, thì chúng ta sẽ thứ nhất chúng ta nể phục ông thầy quá, cho nên chúng ta mới chụp hình với ông thầy và đem về chúng ta thờ một ngày cúng 3 chén nước, lễ 12 lễ, vì ông thầy quá giỏi so với mình. Và cái cúng dần mà ông thầy phát chúng ta về bao lại ông bà già và chúng ta để lên thờ luôn. Thì bằng cách thờ như vậy sung tấn, đó là một học trò rất ngoan và nể nghĩa, nhưng mà không thế nào biết chữ. Còn con đường thứ hai nữa là sau thời gian thờ lúc tốt hoài cúng dần là lễ hình ông thầy mà thấy cũng không ăn thua gì, chúng ta quay qua bắt chước. Bắt chước bằng cách nào? Ông thầy bận đầu tay, mình phải bận đầu tay. Ông thầy mang kiến trắng gọn vàng, mình phải sắm cái y chang như vậy. Ông thầy hớt mang lên cua, chúng ta cũng phải hớt mang lên cua. Ông thầy mang vàng tay, mình cũng phải mang như vậy. Thành ra 50 học trò trong cái lớp đó đều y chang ông thầy không khác, nhưng mà bằng con đường bắt chước. Rồi thấy ông ăn cái gì mình ăn cái nấy, ông đi đứng ho hen tặng hắn kiểu nào mình bắt ứng y chang, không khác gì hết. Thì 50 ông thầy con mô phỏng y chang, nhưng mà vẫn không biết chữ. Nhưng mà có một con đường nữa là chúng ta theo ông thầy rất dần, rồi thực sự hướng dẫn cho đến khi chúng ta học biết chữ rồi thì có thể bỏ thầy mà đi học cao hơn, đi xa hơn và những ngành nghề có thể đi nước ngoài nữa. Nhưng mà ông thầy rất vui lòng vì mục đích của ông xuống ở ngôi trường này, ngôi làng này là giúp cho chúng sinh biết chữ như ông mà còn giỏi hơn nữa. Em để ý chứ. Thì kinh Pháp Hoa nói lên điều đó. Chư Phật ba đời xuất hiện ở thế gian này là giúp cho chúng sinh khai thị và ngộ nhập Phật tri kiến của mỗi người. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Chứ phải xuống đây để quý vị chụp hình thờ, để tìm phen ái mộ, để mà mở một cái phong trào giống y chang như mình, thì nó không đúng. Thế em có thấy rõ ràng cái tinh thần của Phật không? Của Phật giáo là như vậy. Thì bây giờ sau này Đại Thừa hệ phát triển mới nói về Bồ Đề Tâm. Và cái thứ hai nữa là nói về ba thân của Phật. Đức Phật lịch sử thì đã nhập Niết Bàn, đã thiêu và để lại xá lợi cho chúng ta thờ. Nhưng mà trong ba thân của Phật đó chúng ta có hay không? Hòa Thượng Chân Hóa giảng ba chữ là Diệu và Diệu Trạng, Tổng Trì, Bất Động Tôn. Đó là nói về ba thân của Phật. Và ba thân đó chúng ta đều có y như Phật Phật A. Thứ nhất là Pháp thân. Pháp thân thì bình đẳng như nhau. Pháp thân đó cũng có thể thí dụ như là dòng điện. Dòng điện thì nó chỉ là một, nhưng mà khi phát ra bóng đèn thì nó có thiên hình vạn trạng, đúng không? Và cái tác dụng nó có nhiều lắm, nhưng mà nó chỉ là một dòng điện mà thôi. Đó là Pháp thân. Cái thứ hai là ứng hóa thân, tùy duyên mà ứng hiện. Thì chúng ta Phật thì tùy duyên mà ứng hiện, cho nên Ngài có khi hiện thân trời, có khi hiện thân rồng, có khi hiện thân người. Mà hiện thân nào thì Ngài cũng
phước báo của Ngài, cho nên Ngài có cái thân rất là tốt đẹp và tâm chánh. Thì cái đó là báo thân. Thì chúng tùy nguyện mà độ sinh thì Ngài hiện ra thân, gọi là ứng hóa thân. Còn chúng ta thì tùy nghiệp thọ sinh, cho nên chúng ta khi thì làm con chó, khi thì làm con mèo, mà hiện thân nào thì mình cũng xấu xí đó, tại vì đó là nghiệp báo thân. Thấy rõ không? Như vậy thì mình đi sai một chút thôi, từ một luồng điện mà chúng ta sử dụng sai không biết. Cho nên mỗi vọng tưởng đó là ứng hóa thân. Bây giờ chúng ta khởi sanh, đó là chúng ta sắp có một cái thân ngạ quỷ. Chúng ta khởi một niềm si mê bản năng chi phối, đó là nếu như giữ nó sẽ có một thân xuất sinh. Khởi một niệm mà sân hành, một niệm mà tham lam, tất cả những đó đều biến hình thành một hóa thân. Và thân nào thì cũng mang thành đầy đủ những cái nghiệp xấu của nó, vì đó là nghiệp báo thân. Giống thật như vậy, vì chúng ta là những đứa học trò chưa biết chữ, có pháp thân mà xài không có được. Em rõ không? Cho nên diệu đàm, tổng trì, bất động tôn, đó là nói về pháp thân, ứng hóa thân và báo thân. Báo thân thì có hai, một là nghiệp báo thân, là thân của Linh Di Bồ Tát và của Phật. Còn phước báo thân, còn nghiệp báo thân là cái thân của chúng ta, thì nó không có được tròn vẹn, là tùy theo cái phước báo mà chúng ta đã nhân tạo, hoặc là nghiệp báo mà đã nhân tạo. Các Phật tử hiểu rõ đi. Vì vậy thì khi chúng ta tu, thì nếu chúng ta không nhận rõ mình có những cái chủng tử, những hạt giống của Phật, thì chúng ta luôn luôn chúng ta kêu mà ăn mày công đức của Phật, ăn mày công đức của chư sư, và chúng ta chỉ là một cái người thờ Phật, thờ kinh, lễ Phật, lễ kinh, thì chúng ta coi như chuyện giải thoát mình không có Phật. Nhưng mà khi nhận rõ được mình có khả năng thành Phật như Phật không khác, Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành, thì mình là con sư tử con, nhận rõ được cái bóng của mình ở dưới dòng nước là một con sư tử con. Thì đến khi đủ lông, đủ cánh, đủ nghề giờ, thì mình sẽ là con sư tử lông và trị gì cả rừng xanh, mà không sợ hãi ai hết. Cho nên Ngài Anan, Ngài mới phát nguyện điều đó, là vì Ngài nhận rõ được Ngài có cái chủng tử đó. Thì đến kinh Pháp Hoa là nói lên điều đó, và thiền tông với các tông phái cũng đều nói lên điều đó. Các em để ý này, là đó Phật là một vị mà không có tôn giáo nào mà cho một người tín đồ được nghe cái vị trí của vị giáo chủ trừ Phật giáo, phải không? Thành ra ông thầy hiện diện không phải là để mà kiếm nô lệ, kiếm fan hâm mộ, để lợi dụng người đệ tử, để lợi dụng học trò, mà là cốt làm sao giúp cho người học trò biết chữ. Và trong nhà thiền Phật con hơn cha làm nhà có phúc. Người học trò đó sau khi học xong biết dần rồi, họ có thể có cấp 1, cấp 2, cấp 3, họ đi ra nước ngoài, họ học thăng tiến hơn nhiều, và người thầy rất là vui lòng. Tỉnh hiểu chứ? Cho nên sau này khi về mở đầu những bộ kinh đầu tiên là chỉ nói những cái công thức về tu tập, đối trị phiền não nội tâm của một người cơ sơ tu sĩ, tức là giáo lý nhất ma, nhất ma diệt khổ. Thì bắt đầu qua những cái bản kinh của thời phát triển là khai trệ, thì cho chúng ta thấy có một trí tuệ bát nhã vững chắc như kim cương, là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Có nói như thế này: Phật pháp là bất định pháp. Phật pháp là cái pháp uyển chuyển chứ không cố định. Cố định là một cái khôn, một cái khổ. Em để ý cho mình, Phật pháp là bất định pháp. Rồi sau này đi qua đến kinh Pháp Hoa, thì cô nhớ hồi đó cô ở chùa Dược Sư, thì có một đoạn kinh thế này. Buổi sáng gọi là lại 15 á, là lại kinh Pháp Hoa 15 lại á. Hồi đó thứ 3 giờ rưỡi á, trong mùa an cư, là quý sư bà bắt tất cả đi chúng thì phải lên lễ. Thì con nhớ có một bài kinh thế này: Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, như ngã bất lĩ tùy vô minh ngôn. Tất cả pháp đều là Phật pháp, nhưng con không bỏ, cho nên con trôi lăn vô theo dòng vô minh. Thì từ cái Phật pháp là bất định pháp, không phải một cái pháp cố định. Qua đến cái thứ hai nữa, cái thời thứ hai nữa là tất cả pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào không phải là Phật pháp hết. Thành ra qua những cái hệ thống kinh điển đó thì có nghĩa là kiện toàn và bổ túc những gì mà phía trước còn thiếu. Hôm trước cô đi dạy bên Canada, có một người Phật tử hỏi con, người ta nói là đại thừa, kinh điển đại thừa
là không phải do Phật nói. Tức là đó là do sau này những người sao mà đặt ra chứ không phải là do Phật nói. Thì điều đó có đúng hay không? Và ngay cả Tịnh Độ Tông, Kinh Pháp Hoa, tất cả những kinh điển sau này là nguyện tạo chứ không phải là do Phật. Thì cô nói thế này, tất cả kinh điển đều không phải do Phật kiểm duyệt và ấn tống và xuất bản, vì thời Phật chưa có làm điều đó, chỉ xuất hiện khoảng 100-200 năm sau này. Nhưng mà con có thể mượn một cái thí dụ, chẳng hạn như là người phát minh cái computer đầu tiên ông phát cách đây 20 năm chẳng hạn, thì cái computer nó nặng nề, nó to gần như là gần 4 mét vuông, nó bằng cả chất đầy một văn phòng. Còn bây giờ đến đây cái phát minh bây giờ là cái laptop, có thể nhẹ nhàng đặt trên cái hai chân của mình và là laptop, nó là đặt trên đôi chân cái đùi của mình, và một đứa con nít vẫn có thể sử dụng được. Trong khi thế hệ computer đầu tiên là người ta phải tuyển những người rất giỏi, người ta cho dám vô cho cái phòng để thử nghiệm. Như vậy thì rời cái phát minh đầu tiên không có phát minh bây giờ. Nhưng mà cái bây giờ không phải là cái đầu tiên. Thì bây giờ có ai mà mơ mộng là muốn sử dụng là cái đầu tiên không? Hay là càng ngày mình càng thích những cái gọn nhẹ? Mà tại sao phải có những cái gọn nhẹ như thế này? Là vì cái đầu tiên nó cồng kềnh quá, chỉ dành cho một thiểu số, những đầu óc ưu tú, những sinh viên rất giỏi mới có thể nghiên cứu được. Nhưng mà lần người ta muốn làm sao sản xuất ra thật nhiều để cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Cho nên từ cái lớn như một căn phòng, như một cái xe hơi đó, bây giờ ta thu gọn lại bằng đạo bắt đầu đấy, bự như cái truyền hình 14 inch, phải không? Rồi từ 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 nó là cái laptop, và bây giờ nó thu gọn trong một bàn tay. Và người ta còn mơ mộng sau này không cần nữa, mình chỉ đem theo công chức đi viết thôi, và bấm nút một cái là nó hiện một cái bàn phím lên trên đó, và chúng ta sử dụng một cái computer vô hình. Như vậy thì càng ngày ta càng tân tiến hơn, và tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Thì những kinh điển đầu tiên người ta ghi lại là trong cái thời thô sơ, ấn lót giấy mực còn rất là ít, thì chỉ ghi những cái cương yếu thôi. Nhưng mà lần lần với cái sự mà thúc bách của xã hội và kết hợp với căn cơ và thời đại đòi hỏi phải có những cái bản kinh không đi xa tinh thần thời ban đầu của Phật, nhưng mà có thể nói là rộng rãi hơn, nói nhiều hơn và diễn tả rõ ràng hơn, để mà có những bản kinh của này sau này. Các bạn tự hiểu đi. Cho nên bây giờ cái laptop bây giờ, cái computer hiện nay không phải là cái đầu tiên, nhưng mà rời cái đầu tiên không có cái bây giờ. Cho nên phải nói là computer nó cũng bất định luôn. Nó không phải là phải y chang như cái ngày xưa, mà càng ngày nó càng tăng tiến hơn, nhưng mà nó vẫn giữ những cái nguyên tắc của cái ngày xưa. Thì kinh điển của Đạo Phật cũng vậy. Thì bây giờ con hỏi tại sao, nếu mà hệ đầu tiên giáo lý giết mê diệt khổ mà nó kiện toàn rồi, thì không cần đến hệ thứ hai là hệ bát nhã, rồi cũng không cần đến hệ pháp quên nước bàn, tức là hữu tâm không tâm rồi sống tâm. Và tại sao có những hệ này? Thì về con đưa một thí dụ để các Phật tử theo dõi gì ha. Hồi nãy cô mới trao đổi với thầy chủ trì ở đây, con nói cái chùa bự quá mà có mình thầy, sao thầy không đủ đông đông chứ? Thì nói bây giờ nhân lực rất là thiếu, phải không? Bây giờ một vị thầy, một cái chùa gần như là không phải là đại diện cho một tôn giáo là Phật giáo nữa, mà gần như một cái trung tâm văn hóa của người Việt. Cho nên cái nhu cầu càng ngày rất nhiều, và một vị thầy thì phải làm việc cực lực, mà chẳng những mình mà cả bên người Tàu và những tâm thái khác họ cũng thiếu nhân lực rất là trầm trọng. Và quý vị có biết tại sao thiếu nhân lực như vậy không? Ngay Đài Loan, Hồng Kông bây giờ họ cũng báo động là rất thiếu bóng dáng của chư Tăng. Nghe thì hơi còn hơi đông đông chút, nhưng mà Tăng rất thiếu. Một bằng cớ rất rõ ràng ở đây là mấy cô Nhi ở đây là cũng đông hơn ở đây, Tăng ở đây rồi. Tại vì quý vị nhớ nè, cái chăm sóc một con, hồi xưa một bà mẹ đẻ chục đứa con nó lên, bây giờ nuôi con đứa mà lên quá trời đi. Ý là bây giờ đó là có chính phủ sinh con ra là chính phủ đã cho tiền rồi, rồi có nội ngoại hai bên phụ nợ mà dẫn lên, họ chỉ sinh một hoặc hai đứa con thôi, có để ý không? Và nhất là bên cứ con trai đôi khi gia đình là cần một, chỉ sinh một đứa con là họ nín à, họ nói họ ngán quá à. Và cái đứa con mà họ sinh có một đứa đó, có bao giờ mà cho đi tu? Ở đây quý vị là Phật tử, cái về nghe con đi tu là quả liền.
nhất là cái cục cưng độc nhất, phải không? Một đứa con trai mà độc nhất cục cưng của mình mà nó đòi đi tu, rồi mấy bà thấy như trời đất sắp sụp rồi. Kính Phật trọng tăng, nhưng mà con ơi đừng đi tu, con ở nhà con muốn gì nói cũng chịu, con làm phước thì đừng đi tu. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Thì sau thời xuất gia ồ ạt của thời Phật đến thời thì cái lực lượng tăng sĩ tu sĩ lấy từ đâu? Từ xã hội mà ra. Mà xã hội người ta sợ con đi tu thì lấy đâu mà có tăng sĩ tiếp nó. Phật pháp tăng, tăng không có, Phật nhập diệt rồi. Mà pháp thì nằm trong kinh, mà chư tăng không nên tâm đứng ra mà hoằng pháp thì coi như tiêu. Con hiểu sao mà đi đám cưới thì người nào cũng vui vẻ, ăn bận đẹp tới chúc mừng, mà một đám xuất gia thì ai cũng khúc thấp thấp. Có bà ra nói trời ơi tội nghiệp con tôi, tội nghiệp cháu tôi, tới kiếp sau nó mới ăn được miếng thịt gà. Ngày con xuất gia bạn con đứng khóc ngoài cái trời ơi nó còn tàn một đời qua. Đợi đến bao giờ mà nó đi một vòng rồi á, cháu nội cháu ngoại xong rồi bắt đầu chống gậy vô chùa mới thấy ai qua nào tàn trước. Cái gì thế? Thành ra khi mà Phật giáo chỉ chú trọng vào cái hàng xuất gia thì coi chừng á, mà các vị mà xuất gia xong đã tận việc làm đã xong chứng A La Hán xong mà các ngày nhập niết bàn hết, lấy ai là cái người truyền thừa Phật pháp? Thành ra bây giờ quý vị không cho con cái đi tu thì coi chừng cái chùa này mà thầy trụ trì đây mà nhập niết bàn rồi thì coi chừng chắc đây ra bán đấu giá quá. Chứ có để ý được không? Phải có một lực lượng nào nồng cốt. Thì ở đây là không có chư tăng thì xài nó cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Bữa hôm trước là thứ bảy tuần trước cô gia vô đây cô thấy một lực lượng nồng cốt hùng hậu lắm. Bán đồ chay. Quý vị có thấy không? Bán đủ thứ lắm. Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp. Thành ra con có thể, con không cho con đi, con gái con trai con đi tu, nhưng mà con sẵn sàng bán đồ chay để xin chùa. Em để ý. Rồi tụng kinh nè, quý thầy chỉ có một thầy đóng đánh chuông đánh nọ, một thầy thôi thì có một nam cư sĩ lên phụ mình. Cho nên cái lực lượng cư sĩ phải nồng cốt. Do đó mà những bản kinh không có chú trọng trên địa giới xuất gia, mà đứng đâu tu đó, nơi nào cũng là đạo tràng hết. Tâm thanh tịnh là đạo tràng, đại chúng hóa Phật giáo. Tại vì quý vị phải hiểu về kinh, quý vị mới đứng cái trọn giai trò hoằng pháp, quý vị mới khuyến khích con mình đi tu. Ông Bùi Hư, một vị tướng quốc của nhà Đường, ông tiễn con vô chùa. Ông đọc một bài kệ rất hay. Và bài kệ đó con thấy có một câu thôi: hàm bi tống tử nhập không môn. Có nghĩa là hàm bi tức là nhỏ, không dám nói ra. Bi là buồn, nhậm nỗi buồn đưa con vào cửa chùa. Không có bà mẹ nào, ông cha nào đưa con vô cửa chùa. Mà Hư trừ đứa con nó thất tịnh, nó muốn tự giận xong. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì cái lực lượng cư sĩ là một lực lượng dự bị cho chư tăng xuất gia. Chính cái ngày con sinh xuất gia, ba ba cô cũng không nghe gì đó. Ba cô nói con mà đi vô nó tu rồi là bị tăng quánh mũi bếp cho chùa trên đầu. Con đi tu rồi con bệnh con rất là khổ. Và trong những năm, 3 năm đầu tiên mà cô còn đi học ngoài đời, ở bất cứ ngôi chùa nào, ông đều đạp xe đạp mang tiền đến đi cúng cái tiền ăn. Vì ông sợ rằng cô tu không có nổi mà hoàn toàn mắc nợ tư thế. Ở đâu ông cũng đồ hộ ông đi đến ông nói cô tốn tiền khôn lắm. Vì sợ rằng con mạnh với nó tu có nổi hay không. Bây giờ nó hứng chí, nó hồi nó đòi về rồi làm sao đây. Tấm lòng của người cha này, người mẹ là như vậy. Cho nên sau một cái giáo lý mà đưa ra là chỉ nói là xuất gia giải thoát được, thì bây giờ phải có một cái giáo lý nào đó để bất cứ người Phật tử nào cũng có thể tu được. Cho nên từ đó những bộ kinh là Như Lai Cần, Kinh Thắng Ba Cô Nhan lấy tên của những vị cư sĩ làm Phật cốt, và đề lên một lối tu là không cần cầu tạo. Quý vị hiểu chứ? Và có lý tưởng Bồ Tát. Ở đây có Đức Quan Âm. Đó, quý vị thấy Đức Quan Âm nè. Ngài có nguyên cái đầu tóc bự trên đầu á. Rồi Ngài đeo dây chuyền nè, Ngài mặc đồ thiết tục. Hoặc là Ngài phủ thì những vị Bồ Tát thì thường là thấp tóc, tức là mang hình thức của thế tục. Đó là lý tưởng Bồ Tát. Trên cầu Phật độ dưới không có, dưới không bỏ một hạnh lành nào để hóa độ chúng sinh. Là bắt đầu mà nói là đại chúng hóa Phật giáo, đó là phong trào không hề phát triển.
Cũng như ở đây nếu thật sự cái ngôi chùa này nhân lực cần thiết, tôi nghĩ khoảng 40 vị tăng mới đủ sức đảm nhiệm ngôi chùa này. Nhưng mà quay đi qua lại có mình thầy hay là một vài vị mà cũng diễn tợ từ các chùa khác, và cái đó là cái tình trạng của ngay bây giờ. Cho nên Phật có nói là một điều thế này trong các kinh: thời đầu tư là chư tăng rất thịnh, chứng đạo rất đông, học đạo đi tu rất đông. Sau khi thời của tăng thịnh là thời ly thịnh, và sau thời ly thịnh thì đến cư sĩ ma thịnh. Những vị cư sĩ ma nhân đứng ra lãnh tịnh tóc, giúp đỡ việc hoàn pháp lợi sinh. Và sau thời của cư sĩ nam mà đến thời cư sĩ nữ, thì cái đó là cái chuyện rất bình thường. Bốn chúng của đạo Phật, bốn chúng của Phật đều có bổn phận của việc tu học việc hoàn pháp, và họ đòi hỏi mỗi thời như vậy sẽ có một cái bộ kinh nồng cốt. Các em hiểu chứ? Thì có hiểu được như vậy thì chúng ta mới hiểu được Bồ Đề Tâm, và hiểu được tại sao phải có hệ Đại Thừa Phật Giáo, phải không? Và phát đại nguyện, các vị Bồ Tát phát đại nguyện, còn mình thì Bồ Tát con mình nguyện đại. Con nói các Phật tử theo kịp không? Rồi bây giờ, giờ con nói về Kinh Kim Cang thôi. Kinh Kim Cang mở đầu rất là lạ: đầy vậy thì nó làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Thì Đức Phật dạy thế này: trên thế gian này có bao nhiêu loài chúng sinh? Có loài sanh từ trứng, loài sanh từ thai, loài sanh từ biến hóa, từ sự ẩm thấp, giúp cho tất cả chúng sinh đó đều được nhập vô như niết bàn, tức là đạt đến sự giải thoát hết rồi. Thì người đó, thiện nam và thiện nữ đó sẽ được an trụ tâm, hàng phục tâm. Một câu nói rất là vô lý. Cái thân mình chưa lo xong làm sao giúp một người nào trong nhà mình dạy một đứa con mình tu, hay dạy người bạn đời mình tu còn khó hơn. Bây giờ có bao nhiêu loài chúng sinh trên thế gian này, người đó phải giúp cho họ được vào vô như niết bàn thì tâm họ được an trụ, tâm mình sẽ được hạnh phúc. Giống như người kia biết lội mà dạy hay cổng ta lội qua bên bờ bên kia này, em có thấy vô lý không? Như vậy mà là mở đầu của kinh thời và của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là bản kinh đó. Thì muốn hiểu bản kinh này, cái câu trả lời đó thì cô mượn một cái chuyện trong thiền sử đời đường ngài Kiều Châu. Có một bà già đến thưa với ngài: con mang thân nữ rất là khổ sở và đủ thứ ràng buộc, con không muốn tái sinh trở lại mà mang thân nữ nữa. Xin hòa thượng dạy con cách chuyển nữ vi nam, tại phụ nữ ngày xưa không có quyền lợi và phải nói là trăm cai nghìn đắng, thì bây giờ làm sao kiếp sau được làm nam. Thì ngài dạy thế này: bà nguyện theo tôi nè, nguyện sao tất cả chúng sinh trên thế gian này đều được thân chánh đoan chánh, thân tướng nam tử đoan chánh đi cõi trời Phạm Thiên. Riêng cái thân tiện tỳ này nguyện trầm luân vĩnh kiếp nơi địa ngục. Mà bạch hòa thượng hình như lộn rồi, con mong là con được thân nam, chứ sao nguyện gì kỳ cục vậy? Nguyện trầm luân vĩnh kiếp nơi địa ngục, mà nguyện tất cả chúng sinh được cái thứ mà mình ao ước. Trời Phạm Thiên là một cõi toàn là nam và rất là đoan chánh, nguyện tất cả chúng sinh đều được điều đó. Còn riêng phần con sẵn lẫn cái phần mà xấu xí nhất là trầm luân vĩnh kiếp ở địa ngục, không được đi đầu thai. Em có thấy không? Ý như hồi nãy gì, tâm con nè, con phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề mà tâm con bất an, không an trụ, không hạnh phúc được, thì Phật trả lời giúp cho chúng sinh vào vô như niết bàn hết trơn đi thì tâm con an trụ, tâm con hạnh phúc. Em thấy rõ hai câu giống như hệt nhau. Cái thân mình chưa nên thân mà bây giờ mong cho tất cả mọi người được điều đó, mình thấy hơi khó hiểu nha. Thì bây giờ một câu nữa dễ hiểu hơn. Giờ câu hỏi nè: tại sao ngày xưa người Trung Quốc cũng như Việt Nam trồng con trai, sinh một đứa con trai, 100 con gái cân bằng cánh tay trái con trai, nghe nói có tự ái không? Thử coi ai dám đi kéo co với chừng chục bà coi, cỡ cô đi, đi cái cánh tay trái của đàn ông đây, cái mà không thua nữa là thôi. Vậy mà ở đây 100 con gái cân bằng một cánh tay trái của con trai, và thập nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, một sanh 10 đứa con gái coi như không có, mà đẻ đứa con trai là có, cục
vàng đó. Còn luật pháp Ấn Độ còn ghi rõ nữa, luật của Phật trên thời Phật mình thấy ngay thời Phật cách đây 25 thế kỷ và bây giờ cũng vậy. Khi sinh ra con gái, nhà nào sinh con gái mà không có con trai thì khi gia đình cha mẹ nó mất đi, tất cả tài sản đều bị trưng thu vào kho của ông vua. Em thấy luật gì kỳ cục không? Không lẽ đám gái này đem đi câu xấu hết sao? Thành ra phụ nữ hồi xưa rất là thấp kém. Mà tại sao xã hội hồi xưa được trọng gì đàn ông như vậy? Vậy thôi Ấn Độ mình bỏ qua đi, tại sao ấy? Bây giờ mình chỉ là thấy xã hội Trung Hoa. Tại vì người con trai là nơi nương tựa, rường cột của đất nước. Khi chiến chinh, khi làm sâu, khi đóng thuế là người con trai phải làm trách nhiệm. Em thấy không này? Rồi khi cha mẹ già, ai là người nuôi dưỡng? Là con trai. Ai là người mà là chỗ nương cậy tòng quân của vợ con? Cũng là con trai. Đây là con có nhắc tới ông nhậu Việt Nam nha. Mấy cái ông mà chiều ngầu rung bùi rồi sai con này đứa đến cô vợ đi mua ba si đế là không có. Đó không phải con trai mà là ông nhậu. Và con trai ngày xưa là ruột cột của đất nước, là nơi cha mẹ cậy nhờ lúc tuổi già, là nơi mà có như là bóng tòng quân, cái bóng cái tòng cái thân được che chở cho vợ con, phải không? Ngày xưa một người con trai mà người ta nói là cái ông nó tắm đàn bà là coi như hết xài. Còn người phụ nữ mà ta nói người đó phụ nữ như tắm đàn ông thì đó là một lời khen. Là con trai là tượng trưng cho những cái gì dũng mãnh, những cái gì mà gian khó người đàn ông họ lãnh hết, cho nên họ mới được nhiều quyền lợi như vậy. Đó là đại trưởng phu. Các em hiểu điều này chứ? Thành ra bây giờ cái nhân để làm một người đàn ông là cái nhân lãnh những cái gì khó khăn nhất, che chở những gì yếu đuối nhất, phải không? Lao mình vào những cái gì khó khăn cho xã hội, che chở xã hội, rường cột đất nước, mà phải nói là cái bóng mát của gia đình, nơi nương cậy cho tuổi già. Cho nên ngài Triệu Châu dạy bà già đó là chuyện cái nhân. Bà muốn làm thân tướng đoan chánh như là một người đàn ông thì chỉ nhân. Tôi xin lãnh cái phần xấu xí nhất trên thế gian này và mong cho tất cả chúng sanh đều được thân tướng đoan chánh như cõi trời Phạm Thiên. Đó là một tâm Bồ Đề. Cái gì hiểu chứ? Một tâm của một người giác ngộ là vì người đó thấu thấu rõ vạn pháp như không còn duy nhiễm. Con bé hồi nhỏ mà lâu lâu là con đứt trong số hát xuống nhà mà hát cái lưng đó. Đến nào cũng gọi hoàng là hoàng hậu với công chúa với ông vua. Tại khi mình đóng vai đó mình kêu quân sĩ cái là tụi con đứt tụi con dạ một cái rồng. Chứ không có ai chịu đóng vai mà tướng nịnh, không ai ai chịu đóng vai quân sĩ hết. Tại vì đóng đó nó thua, thấp kém. Nhưng mà khi lớn lên mình mới thấy là những người đóng cái vai ăn mày công chúa tùy theo vai mà những cái vai chính càng khổ chừng nào họ lãnh tiền nhiều nữa. Vì dai với cái con người đó nó không ăn nhập gì nhé. Em thấy rõ ràng. Cho nên Bồ Tát thấy mọi pháp như quyển, cho nên dĩ quyển thân tác quyển sự, chứ không có thấy thiệt. Còn mình do thiệt cho nên mình thích cái tốt này, chê cái xấu. Mà chính cái tâm ỷ lại lựa cái tốt mà bỏ cái xấu lại cho người. Cái tâm nó không phải là tâm trượng phu, không phải là tâm bồ đề. Như ngày hồi nhỏ con nói với mẹ con là con nữa mà con lớn lên mà con làm má nha, là con không bao giờ ngu như má hết. Con sẽ lấy tiền ra chợ con ăn bánh bao, con ăn mì gần ấm, con ăn hết trơn rồi con cái gì con không có mua cho con không. Tại vì mẹ con nghèo đó, lâu lâu cái dẫn đứa đi chợ thì đứa đó được ăn mì, sau cái bữa lần sau dẫn đứa khác đi, là đứa nào mà được má dẫn đi chợ là biết chắc chắn mình được ăn hàng. Thành cô rất thèm cái cảnh mình được làm mẹ. Mình ra ngoài mình ăn một mình thôi. Chứ mắt chị nên nhắc đứa này mang nhắc đứa kia là chưa bao giờ mẹ cô ăn hết. Chỉ có khi nào mà đứa con mà ăn bỏ bún rồi đó thì bà mới mua một đồng mặt bún và bỏ vô cái tô mì mình ăn ngay đó, bà trộn bà ăn. Con nói sao má ngu vậy? Tại sao má cứ mua nhiều má ăn? Con làm má là con ăn hết. Tại sao má cứ ăn đồ ngu vậy không nè? Tức là cái món nào mình bỏ bún thì bà lấy bà ăn. Là cô tâm niệm khi con làm mẹ con không có ngu kiểu đó. Thì đó là mẹ miền à. Em để ý đó. Một bà mẹ, tại sao bà là bà nguy vì lòng thương con. Cô thiếu nữ này khi còn là con gái ngủ đến 9-10 giờ chưa dậy,
ăn có thể lựa cái ngon nhất, mặc lựa cái đẹp nhất, nhưng mà khi phải nuôi một đứa con thì tự nhiên con đi cha như má mình, xe chỗ ướt nằm chỗ đó, ăn đồ thừa mặc đồ thừa, và tất cả cái tốt cái đẹp dành cho đứa con thì sao rồi? Vì lòng thương. Như vậy thì một người mẹ thế gian thương con và làm gương mẫu còn có thể làm được như vậy, mà một vị Bồ Tát này lựa cái dây tốt đó là đóng vui với công chúa với hoàng hậu để kêu chúng sinh dạ mình có làm rồi lại như sao, cái đó là không đúng. Nói đây này, ta nói bồ đề tâm là cái tâm đại ngay, một tâm thương từ bi trí huệ phải có từ bi. Nên bây giờ mình mới con trở lại nè, vì sao mà chúng ta nhân ngày sanh tử, và vì sao mà Đức Phật phát tâm xong mà không có nuôi sụp, vì bồ đề tâm tâm giác ngộ. Ngày An Lan hỏi Phật nguyên do vì sao mà con thấy Phật phát tâm xong rồi cái ngày tôi một mặt thành Phật, con ngày xưa cũng phát tâm mà sao tới giờ chưa thành. Như vậy thì nguyên do là một thiên Phật phát tâm từ đâu? Thì trong 12 lễ mà khi chúng ta lễ ngày Phật đản sinh, nhất tâm đảnh lễ sơ phát tâm tại A Tỳ Ngục Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày phát tâm tại địa ngục A Tỳ là khi mà bị đọa địa ngục vì tội bất hiếu, thì có một dòng lửa dây lên đầu ngài, ngài đau đớn quá và biết rằng do ác nghiệp của mình cho nên mình mới đọa vào địa ngục này. Và cái tâm nguyện mà dưỡng ngục nó còn ở chừng nào có tên ác mà nó hơn âm nó xuống đây, dòng lửa này tự động qua cái đầu của nó, âm sẽ được đi đầu thai hứng cái dòng lửa nhỏ hơn. Nghe đến đó khi đó Phật phát nguyện thì nguyện sao tất cả chúng sinh đều hiếu thuận, đừng phạm vào tội ác này. Và nếu phải cần có người đậu dòng lửa này thì tôi tình nguyện đời đời kiếp kiếp, nguyện xong là ngày sinh lên có đời tâm thiện, sanh tâm tạo ác nghiệp đọa địa ngục, nguyên tâm đưa lên thiên đường. Từ đó ngài chỉ xuống địa ngục vì mê nguyện, chứ không có phải xuống đó vì tội lên xuống đó. Các Phật tử hiểu chưa? Nó do tâm tham cho chúng nên chúng ta khởi nghiệp, tâm sân chúng ta tạo nghiệp, nhưng mà chính tâm bi mới đưa chúng ta đi lên khỏi, thoát khỏi cái nghiệp đó. Và nếu chúng ta quen cái tật này, hồi nhỏ ham ăn, quý vị có kiểu này không? Cái con nhỏ ham ăn đó, nhất là nhà nghèo, năm chị em má con nấu năm chén chè, má con vét nồi thôi, năm chén chè để đó, thì cô đi học về trước, thấy năm chén chè của năm chị em, cô hút mấy chén kia hết, tức là hút bớt mấy bốn chén kia, còn nguyên cái chén của cô mới bưng ra chỗ của anh mình. Mà những thành viên trong nhà chị em con cũng y chang, những đứa nào về trước tắt lén của tụi đi, em đi ít rồi. Thấy rõ ràng, hồi nhỏ mà má con mà bắt được một lần á, má cũng đổ chén chè cho chó ăn. Con nói đi, ăn ở kiểu này chỉ ở với chó nó thương, con không ai thương nổi. Thành ra con rút kinh nghiệm á là ham ăn là bị đòn, rồi con bị phạt nữa. Lớn lên thì mình không có dành chè, nhưng mà mình dành giá tài. Ham tài, ham sắc, bị chửi, ai cũng chửi mấy người mà ham tài, ham sắc. Nhưng mà tới hồi ham tu cho anh khen giỏi quá. Thành ra Phật biết điều đó, Phật nói đừng ham tu con. Con bỏ cái ham đi thì con có tu, mà con đòi phát tâm như thượng bồ đề, con muốn kiếm cái niết bàn, con chui trong đó trước hết. Và giúp cho mọi người được vô thượng bồ đề đi, tâm con muốn an, bỏ cái ham đi thì con mới tu. Rõ điều này không? Động cơ thúc đẩy chúng ta tu là gì? Hồi xưa chúng ta ham ăn cho nên chúng thực bị đòn, lớn lên ham tài, ham sắc, chửi. Rồi bây giờ chúng ta mệt mỏi với thế gian quá, chúng ta quay qua ham tu, mình cũng muốn kiếm cái niết bàn ở đó, mình chui vô trọng, mình thành Phật trước cho thiên hạ lại cho nó đã. Quý vị thấy không? Khi cái ham nó ra thì vẫn là một tham. Cho nên thôi, con bỏ cái ham nó đi, những gì con muốn thì con giúp cho mình. Một người chị gương mẫu thật sự là cái người mà mẹ mình hồi xưa cũng ham ăn như mình. Khi bà trưởng thành rồi, bà ăn cái chè trái, bà ăn cái miếng mà dở nhất, có khi bà dựng được cho những đứa con. Nhưng mà có ai chê bà mẹ nó ngu đâu. Các em nghĩ là mà phải nói đó là gương mẫu, đó là từ phụ. Chàng thanh niên nó hồi nhỏ chỉ biết có mình thôi, ba má còn phải nhặt đồ, mà lớn lên khi có gia đình còn biết khai tả khai sửa thiệt giỏi. Mà phải như vậy mới được gọi là cha. Như vậy một vị Bồ Tát phát tâm cầu
thượng bồ đề và cái tâm thức khởi tham sân, tại vì tham nhiều quá bỏ tâm an nó đi, giúp cho mọi người tu đi con sẽ được an. Muốn thành một vị đại trượng phu thân tướng đàn ông thì xin lãnh cái phần mà nằm nghề xấu xí nhất mà dường cái tốt nhất cho những người cần giúp đỡ, phải không? Nên tâm bồ đề là phát một tâm đại bi, cho nên phát tâm ham tu. Ham tu cái cảnh đối này, tại vì khi mà chúng ta ham ăn, chúng ta sẵn sàng giật của chúng sinh để bỏ vô cái chén của mình. Ham tài ham sắc thì chúng ta cũng dần giật y chang như vậy. Nhưng mà khi chúng ta ham tu cũng như vậy, chúng ta sẵn sàng hốt hội đầu, đúng không? Hốt hội của chúng sinh để chúng ta tu và tu sanh mình á, thay tội của mình. Mình nhập nước bạc không mình về cực lạc cho nó bảo đảm ở đây thấy ghê quá. Một người khi từ Việt Nam hay từ những nước như là Somalia hay Phi Châu, khi qua những nước như là Úc, Canada hay Mỹ, rất khó trở về bộ xứ. Đi bên nó khổ quá. Cậu mũi cắn không cũng muốn thối bộ đề tâm rồi. Thành ra hứa hôm mốt tôi đi về cực lạc, tôi sẽ quay trở lại hoàn đáp tăng bà quảng độ chúng sinh mãn bồ đề nguyện. Sẽ có như quá. Hơi nghiêm. Cho nên kinh điển thời phát triển yêu cầu xin thực hành vi tâm ở ngay thế gian này. Phát bồ đề tâm là trên thì cầu Phật đạo, nhưng mà không bỏ bất cứ hạnh lành nào để giúp đỡ chúng sinh không. Bởi vì hiểu chứ. Cho nên phát bồ đề tâm là phát cái tâm dũng mạnh như này, phát tâm như này anh em. Thì chính cái tâm đó là tâm bi, đó là tâm từ. Cho nên kinh Di Ma Cật ngày Di Ma Cật nói do giác ngộ mà khởi tâm bi, do giác ngộ mà khởi tâm từ. Một đứa bé con thì luôn luôn thấy là má mình bao mình vô, tại sao không chịu ăn, không chịu mặc mà dành nhiều hết cho con cái. Nhưng mà một người trưởng thành thì cái chuyện đó rất bình thường. Cho nên không vị Bồ Tát nào mà dành ngũ dục cho chúng sinh hết, mà còn dành ngũ dục cho chúng sinh ngay đến cái niết bàn cũng muốn chạy vô tọt cái tâm đó trước cho bảo đảm, thì xin thưa này là Bồ Tát dỗ. Em hiểu đi. Cho nên hai cái trí huệ là từ bi nó phải đi đôi với nhau. Nên thời này mới kêu gọi lòng đại bi, lòng từ bi. Nếu ai cũng sợ sinh tử, ai cũng sợ khó khăn hết, thì ai là người mà làm cái chuyện khó khăn nhất ở trên thế gian này? Em thấy rõ ràng bây giờ nhất cử nhất động của chúng ta ở cõi này đều dễ tạo nghiệp lắm. Đều mình đi đâu mình cũng thấy tạo nghiệp, nhưng mà ai cũng bỏ cõi này thì lấy ai thành Bồ Tát đạo? Cho nên ở thời này chúng ta thấy các vị Bồ Tát như Đức Quan Thế Âm, nghìn mắt nghìn tay, có thiên bất ức hóa thân, có trăm nghìn dạng ức hóa thân để đi khắp nơi theo tiếng kêu mà cứu khổ. Thì mỗi vị người nam sẽ là một thiên bất ức hóa thân của Đức Thích Ca, mỗi người nữ sẽ là một thiên bất ức hóa thân của Đức Quan Thế Âm. Chúng ta tu theo mặt của Ngài, trên cầu Bồ Đề, dưới không bỏ bất cứ hành động nào để giúp đỡ chúng sinh. Như thi pháp vô phi Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp, chứ không phải chỉ tụng kinh gõ mõ hay là cạo tóc đắp y đi khất thực mới là Phật pháp. Thì đó là những điều mà kinh điển của Ngài phát triển, nó là Bồ Đề tâm, là một cái tâm của người giác ngộ. Giác ngộ là phải có khởi lòng bi, bi giác ngộ rồi mà không khởi lòng bi thì phải không chịu. Cũng như một người mẹ là phải thương con, mẹ mà không thương con thì phải coi chừng bà mẹ, bà mẹ ghẻ hay là bà mẹ mình rồi. Các Phật tử như chỗ này nói như vậy rồi thì chúng ta mới thấy khi phát tâm vững mạnh như vậy thì chúng ta không sợ. Cho nên ngày anh em lúc đầu rất sợ, và chính cái sợ hãi đó nó làm hàng chục bước. Thì bây giờ quay trở lại ngày anh em nguyên do là ngày phát tâm xuất gia, tại vì thấy Phật đẹp trai quá. Nói đẹp trai thì cũng hơi khô chứ. Do thấy tướng mạo của Phật đoan chánh, con si rảnh rằng cái thân phước báo này không phải do ái dục hoàn thành, con phát tâm xuất gia. Nhưng mà nói hôm nay có nghĩa là thấy Phật đẹp trai quá mà con thích, con đi tu. Như vậy thì khi thấy bà ma đang già mà đẹp gái này, không phải dạy số gian chắc. Quý vị thấy nó như vậy. Người dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh đồng ngã, thì nhân hành tà đạo bất minh kiến như lai, phải không? Nếu mà thấy chùa đẹp quá, đồ
đồ sộ dễ thương quá mà chúng ta phát tâm. Bữa nào chúng ta được thưởng cái nhà đẹp hơn cái chùa mình phát tâm nhập gia. Do thấy người thầy tướng hảo quang bên đó, chúng ta phát tâm xuất gia, thì bữa nào đó chúng ta gặp ngang một hoa hậu thế giới rồi nâng khăn sửa túi cho mình, thì khỏi cần cái thần chú hay bồ mê phúc lú gì hết, mình cũng nhập gia trở lại. Tại vì chúng ta đem một cái tâm tham theo trần cảnh mà đi thôi. Tự thấy rõ không? À, như vậy thì nhưng mà khi mà ngài nhận rõ được, à không phải, mỗi niệm mình khởi lên đó là phách trần, đó là nhận vật làm con. Trong nguyên gian, nguyên gian ở trong kinh Lăng Nghiêm là đốt tay anh em, làm rồi anh em không được. Như vậy lão đã nhận vật làm con, những tâm niệm mà con đến có đi đó là vật chứ không phải là thật. Ông nhận vật cho nên làm con, cho nên ông mất hết gia tài. Cái mà con muốn có đi trong tâm em ông đó là vọng tưởng. Tại vì nó là cái sinh diệt, mà ông nhận cái sinh diệt là tâm của ông, cho nên ông trôi lăn trong sự tử. Thì nhận rõ biện biệt rõ chân tâm và vọng tưởng, cho nên ngài được có một cái sức mạnh. Chính cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết mà thường hàng trong tâm em, cái đó mới là thật. Còn những cái tâm mà chợt khởi chợt hiện, có đến và có đi, cái đó không thật, không phải là tâm của ông. Đừng nghĩ nó là tâm của ông. Như vậy thì chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề, không phải là phát cái tâm mà có phát được nó sẽ thấu. Cái Phật tử rõ chứ. Tại ra bây giờ pháp thân thì chúng ta có, không thu phần ứng hóa thân mình cũng có, cũng không thua, nhưng mà là vô trong thai lờ bụng ngựa rồi quên đi. Nhưng mà bây giờ còn nghiệp báo thân thì mình cũng có, nhưng mà Phật còn phước báo, còn chúng ta là nghiệp báo, phải không? Thì bây giờ vẫn là những thân đó, nhưng mà chúng ta chuyển một chút, chuyển nghiệp thần nguyện. Cái gì đó chuyển nghiệp thần nguyện thì mình tu là chuyển này. Như ngày xưa mình phải ăn nghe món ngon vật lạ nào mình cũng phải ăn, đem hết vậy ăn. Thì bây giờ mình không ăn phần đó nữa, mà mình chuyển mình ăn sao, vì lòng bi mẫn không nỡ giết chúng sinh để nuôi thân mình. Hồi xưa ví dụ như chúng ta mà thấy tài, thấy tiền của người ta mà mình có cơ hội thì chúng ta chộp lấy liền, nhưng bây giờ không nỡ vì thương, ai mất của cũng đau khổ như mình, phải không? Rồi bây giờ cũng vậy, thấy một người đẹp chúng ta cũng thấy bị xúc động và thấy sao xuyến. Nhưng mà hiểu rằng nếu chúng ta xa đà vào điều này thì sẽ gây đau khổ cho mình và cho người, cho nên phải chung thủy với người bạn đời của mình. Dù bữa nay là đầu hối, là bụng phệ, là nhan sắc tàn tạ rồi, nhưng mình không có thua đâu. Bên kia đầu hối thì bên này ba dòng như một, phải má đỏ mông hồng qua rồi, bây giờ là má bụng mông trì, cũng xuống dưới người đâu đó không. Tạm bằng lòng với cái món quà mà đã mua rồi, không thể trả lại đây. Mà phải có cái lòng thương trong đó, nhất là nhìn bằng cặp mắt của Bồ Tát, bằng Phật nhãn. Chúng sinh nhiều đời đã từng là thân quý của mình, cho nên không nỡ làm cha mẹ đời trước đau khổ, cho nên chúng ta giữ giới một tinh thần khác. Ngày xưa là không sát, không đạo, không gian, không vọng, tại vì sợ nó mang quả báo cho mình. Bây giờ là vì lòng từ, vì lòng hiếu thuận. Nhìn bằng cặp mắt Bồ Tát, đó là những chúng sinh nhiều đời là thân quý của mình, cho nên không nỡ. Theo thế chứ. Thầy trong sử đọc lại thì bây giờ xét lại, không phải các vị A-la-hán là tiên nha bảy chủng đâu. Chẳng hạn như ngày sáu lần pháp là một người không mỏi mệt trên con đường hoằng pháp. Phật quở ngày mấy lần là ngày cứ đi đến mấy cái làng chài lưới lưới cá, thì bắt họ bắt con trai với Như Y, mà họ là người sát sinh. Và ngày cứ lẻn tới mấy cái làng đó mà ngày sinh, thì khuyến khích họ bắt con trai. Thì ngày ai sao cuối cùng ngày ai nay hỏi tại sao mà tôn giả sáu lần phất làm điều đó, thì Phật nói ngày sáu lần phất mà ngày là người đại trí trong tăng đoàn, nhưng mà ngày bệnh dữ lắm, vì trong một tiền kiếp ngày từng làm nghề chạy lưới, và do thương chúng sinh sau này cũng yếu mệt như mình, và nhớ lại mình đã từng như vậy, cho nên ngày cứ đi qua mấy làng chạy khi Phật thọ bắt quan trang, một ngày nó cũng đỡ. Rồi chẳng hạn ngày Phú Long Na là cái tinh thần mà mình thấy thuyết pháp không mỏi mệt, tình nguyện sư Phật đến cái nơi mà ai cũng sợ nhất để thuyết giảng. Phật nói giả sử đến đó thì ta chửi con thì sao,
Thì nó hỏi vậy còn hiền gì chưa quánh con. Phật nói rủi họ quánh thì sao? Nó dạy quánh cũng còn đỡ gì mà chưa giết. Phải rủi họ giết thì sao? Nó dạy giết thì khỏe. Tại nhiều người mà họ ở chứng quả rồi họ không muốn mang cái thân này thì họ giết con, tức là họ đã giúp con mau bỏ, xả bỏ cái thân nghiệp báo này. Thì Phật mới khen đó là tinh thần thuyết pháp thực địa chứ. Thì đó không phát xuất từ lòng từ là gì. Thành ra không thể phê bình những vị thánh vị tử ngày chứng A-la-hán rồi là coi như là trầm không trệ tịnh và thiên nha mạng chuẩn. Thật sự đó là cuộc đời hoàn toàn không ngừng. Nó phải tự rõ điều này chứ. Thành ra chính cái tinh thần của thời sau này hệ phát triển và hệ đại thừa kêu gọi cho Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta đợi mình đến chứng quả rồi chúng ta mới có thể giúp đỡ mọi người xung quanh thì chắc không có ngày đó đâu. Thì bây giờ dạ A-la-hán là đại diện, tâm con vẫn còn phiền não, nhưng mà con tin rằng con có pháp thân, con có ứng hóa thân, con có là báo thân y như Phật. Bây giờ chỉ mong Đức Phật chứng minh và cho con có đủ một cái dũng lực để con trừ những cái di tế hoặc tức là những phiền não mà lăn tăn trong tâm con, thì con mau đến chỗ giác ngộ và con trở lại độ chúng sinh nhiều như các sông Hằng. Và một chúng sinh chưa chứng quả thì con chưa có nhập niết bàn. Thì đó là một tâm Bồ Đề. Thì chúng ta cũng bắt chước ngài cho nên chúng ta nguyện điều đó. Thì trong sử còn ghi lại là các vị Phật tử mới hỏi Đức A-la-hán là ngài chưa chứng quả vị A-la-hán, nếu tôi là hoàng tham sân phiền não còn y chang hết, nghiệp ái dục cũng còn, còn y như mình không khác. Thì tại thánh thứ nhất là chỉ có là vững niềm tin thôi, với niềm tin để tu thôi, nhưng mà chưa đủ sức và trừ hết phiền não. Nhưng mà ngài là người mà tiếp xúc với rất nhiều người đẹp cõi người cõi trời, hoàng phi quận chúa công chúa, tức là ai cũng bớt, mà ngài là cái người hậu chúng ái kính nhất. Ngài đi đến nơi đâu là tứ chúng đều hoan hỷ, mà thiên nữ tiên nữ cũng thích gặp ngài, tại vì ngài là một người rất giàu lòng từ ái. Như vậy thì ngài có đắm nhiễm khi gặp người khác phái không? Tôi phỏng vấn ngài như này. Như vậy thì mình phát tâm như vậy, nhưng mà khi mình đi trong nhân gian thì có khi nào mình thối tâm, có khi nào mình bị rơi rớt đài không? Thì ngài A-la-hán ngài trả lời thế này: khi gặp một người phụ nữ đáng tuổi mẹ con thì tôi coi như là mẹ ruột của mình. Nếu đáng tuổi chị tôi coi là chị ruột của mình. Đáng tuổi em tôi coi là em gái của mình. Đáng tuổi con tôi coi là con của mình. Do thấy như vậy và do lời Đức Thế Tôn dạy, chúng sinh nhiều đời từng là thân quý của mình, cho nên tôi không dám khởi một tâm dục nhiễm đối với tất cả người nữ. Khi cô nghe được câu này thì từ đó lần sau cô không sợ mình bị cái ông ba năm già làm chục bất tử. Em hiểu chứ? Thật ra một cái tâm Bồ Đề khi phát ra với một cái lòng vi nguyện thì khi đó không có thế nào mà nó giúp cho chúng ta không sợ khó, không sợ trở ngại và không sợ chúng ta thấu chuyện. Tâm đó là tâm bất thấu. Cái đó là để chúng hiểu chứ. Thì chính tâm đó nó giúp cho chúng ta trừ phiền não. Khi vi nguyện phát ra thì mình có thể lãnh những cái phần mà nặng nề nhất mà chúng ta vẫn luôn. Một người cha, một người mẹ hay một người anh thì không phải là, giả sử trong nhà cần một người thức khuya để canh lửa thì không phải là đứa con út, mà đó là người cha hoặc đứa con đầu. Và người đó rất vui. Còn một người mẹ nhường cho con mình một miếng ăn, người mẹ cũng rất là vui. Thì con đọc trong báo có kể chuyện là có một con bò khi mà Thanh Châu, tức là dùng nó bị hạn hán của Trung Quốc, thì quân đội và nhà nước có đến và phát cho toàn dân mỗi ngày một người chỉ được có 2 lít nước để cầm hơi qua cơn hạn hán thôi, và dĩ nhiên là thú vật chất khác. Thì có con bò nó ra, nó chặn cái đoàn xe mà đi phát nước, nó nhất định không đi. Mà chủ nhân của nó đánh nó đến đổ máu nát thịt ra, nó nhất định không đi. Cuối cùng cái ông sĩ quan mà đi phát nước, ông động lòng cho nên ông nói thôi bút cho nó 2 lít nước đi. Nhưng mà khi bút 2 lít nước mà để trước mặt nó không uống, mà nó kêu lên một tiếng lớn thì có một con bò con núp phía sau cục cồn cục cỏ chạy ra và nó nhường cho con nó uống đến giọt cuối cùng, rồi 2 mắt con nó ra đi. Như vậy thì con bò này nó đổi bát nước đó bằng cả những trần đò và những giọt máu của nó, nhưng mà cái tình thương của nó quả là tâm Bồ Tát.
Một con thú còn thương con như vậy, huống chi là một vị Phật tử, một vị Phật đương lai, một vị Bồ Tát mà có thể nở mà nhìn chúng sinh mà bỏ mặt cho nó đói khát, bỏ mặt nó đau khổ sao? Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra do đó mà kinh điển như thời sao đòi hỏi một sự tích cực đóng góp, bất cứ người nào cũng có thể tu được. Vì trong chúng ta có một cái mầm Phật tính, đó là tâm đại bi. Và ban đại bi nó phát xuất từ trí huệ mà ra. Cho nên mỗi người phụ nữ mà xã hội ngày xưa chê bai những người phụ nữ nó còn có một cái tâm bi, bằng cớ là người đó nếu không có gia đình, không có con cái thì họ là một cái cô làm biến nhất thay. Cái câu mà hồi xưa cô bị rầy là làm biến nhất thay lệ cốt. Nhưng mà người đó mà có một đứa con nào thì họ dũng mãnh vô cùng, họ khôn khéo và đủ sức kiếm ăn, đủ sức lo cho con mình, đủ sức nuôi con ăn học mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Từ cái vi tâm của họ đủ sức để giúp họ làm gì đó. Cho nên Bồ Đề Tâm là lòng thương tưởng tất cả chúng sinh, không phải chỉ thương riêng con mình mà tất cả chúng sinh nhiều đời. Trong kinh điển Nguyên Thủy nói thế này: chưa từng có người nào chúng ta gặp nhau trên đời này mà không phải là thân quý của mình đời trước. Cho nên do nhìn bằng cặp mắt giác ngộ của Phật, của Bồ Tát, cho nên sinh khởi một lòng bi mẫn với tất cả những chúng sinh chung quanh mình. Và cho người cầu giác ngộ, cho nào cầu giác ngộ anh hai, nhưng mà gần nhất là người cha, người mẹ, người chồng, người con và những người chung quanh mình này, những người đó cần sự giúp đỡ của mình thì ít ra chúng ta cũng biết nhường cơm sẻ áo. Chúng ta không có uống hết 2 lít nước thì cũng nhường cho họ được một xị, mình mới hơn con bò chứ. Các Phật tử thấy rõ điều này không? Thành hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới hiểu được câu nói của Đức Đa La Lạt Ma. Khi người ta hỏi Ngài tôn giáo nào hoàn hảo nhất thì Ngài nói Phật giáo của tôi. Và Ngài nói là tôn giáo nào giúp, à tôn giáo nào tốt nhất thế giới thì Ngài đáp tôn giáo giúp con người hoàn hảo hơn. Hỏi là sao biết con người nó hoàn hảo hơn? Ngài đáp tôi không cần biết bạn theo tôn giáo nào, nhưng mà chỉ cần biết rằng từ khi bạn áp dụng lời dạy của tôn giáo đó, bạn sống có trách nhiệm hơn đối với gia đình, dịu dàng, tha thứ, nhẫn nại, khoan dung hơn đối với những người trong gia đình mình, như chồng, như vợ, như con cái, và có trách nhiệm với cái cộng đồng xã hội bên ngoài. Thì được như vậy, tôi mới tin rằng tôn giáo đó mà bạn đang theo là một tôn giáo giúp bạn hoàn hảo, và đó là tôn giáo tốt nhất thế giới. Nhưng mà Ngài mở thêm một đơn: luật nhân quả không có phải chi phối vật lý không, mà nó chi phối tất cả. Nên cẩn trọng từng ý nghĩ, tại ý nghĩ mà lặp đi lặp lại nó sẽ thành lời nói, lời nói lặp đi lặp lại sẽ thành hành động, hành động lặp đi lặp lại nó sẽ thành một cái định nghiệp công thúc mình. Các bạn tự hiểu nhé. Như vậy thì Ngài cũng nói về Bồ Đề Tâm, một cái tâm của một người giác ngộ, tâm của một cái tâm Phật, phải không? Để hiểu được như vậy thì chúng ta mới là người truyền kinh Pháp Hoa. Chúng ta là con sư tử, nhận rõ rằng mình là sư tử, chúng ta không thiết dựng. Và mỗi người đều có bổn phận trong chuyện mà hoằng dương giáo pháp, đem giáo pháp mà Phật đã phát minh ra để truyền bá từ đời này qua đời sau. Giống như thầy hồi nãy thì nói với cô, ở đây có mình thầy, nhưng mà các Phật tử giúp đỡ thầy rất nhiều, phải không? Chúng ta đóng góp bằng cái bàn tay của mình vào sự phát triển của đạo Phật, mà không phải là cho tôn giáo của mình, mà tất cả những gì giúp ích cho tất cả chúng sinh, chúng ta đều có duyên thì chúng ta góp một bàn tay. Nhưng mà nhớ nha, góp từ gần rồi mới ra xa nha. Giống như bây giờ người cô có mùi hương thì những hàng ghế đầu này sẽ nghe mùi hương trước. Mà này mùi hương này không biết sao mà tốt ở ngoài city nghe, mà ở đây không ai nghe gì hết, thì có chừng mùi hương hơi nghi ngờ. Thì những cái gì, cái tình yêu thương của chúng ta, lòng từ bi đó mới tỏa ra từ người gần nhất của mình, đó là người vợ, người chồng, những đứa con, người anh, người chị trong gia đình mình, sau đó đến người hàng xóm, cho đến cộng đồng xung quanh. Cái này mình thương cái người tốt ở bên Phi Châu, bên Somali, và cái người gần mình họ chỉ nhận được cái gai của bông hồng thì tội nghiệp cho họ. Các Phật tử nói chứ, thành ra nên thực hành lòng từ bi ở ngay trong gia đình của mình. Nơi này chúng sinh đang cần một người vợ, con hiện thân vợ, cần một người chồng, con hiện thân chồng, cần một người mẹ, con hiện thân mẹ, giúp cho những chúng sinh này bớt khổ,
thì đó là hạnh của một vị Bồ Tát tại gia. Và cô thì cô ít được gặp Đức A Lạt Ma có một lần, nhưng mà có một cái câu nói của ngài làm cô ngạc nhiên. Tại vì cô học sử, khi nói đến sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ thì người ta nói là do Hồi giáo xâm lăng. Thì lúc đó Đức A Lạt Ma nói không phải do Hồi giáo xâm lăng, mà do là tăng sĩ và đệ tử Phật mê lợi dưỡng, bỏ quên bổn phận của mình. Mỗi người muốn đóng góp trong cái chuyện duy trì gia tài của Phật giáo thì xin phải làm sao? Thực hành lời Phật dạy. Cái điều đó là một điều chúng ta đang nên suy ngẫm. Tại vì sao? Thí dụ như bây giờ cô là người xuất gia và các Phật tử muốn gửi con em của quý vị để tiếp tu theo cô, thì họ phải xét cô như thế nào mới dám gửi chứ? Chứ thấy cô mà ăn gian nói dối, ăn quỵt hay có một cái gì giả dối, quý vị làm sao dám trao đứa con mà mình yêu thương như nấm ruột này trao cho con? Thành ra ngài mới nói là Bà La Môn giáo bị Hồi giáo xâm lăng mà bây giờ vẫn còn trường tồn là vì gì? Bà La Môn giáo thứ nhất là họ không phải là người xuất gia mà họ là cư sĩ, và cái truyền thống đó được người cha truyền cho người con, cho nên đến bây giờ vẫn còn. Và những gì Bà La Môn giáo cũng rất là tốt, họ có thực hành những lời của tôn giáo họ dạy. Còn nguyên do mà Phật giáo suy tàn ở Ấn là do tăng sĩ được yêu Chúa và được tín đồ cúng dường quá nhiều và đắm say lợi dưỡng, quên đi bổn phận của mình. Do đó mà tín đồ Phật tử họ không có tin, không tin, cho nên họ không tiếp nối làm tăng và Phật giáo đứt đoạn là như vậy. Cho nên muốn phục hưng Phật giáo, muốn truyền bá Phật giáo thì xin mỗi người thực hành lời Phật dạy, tức là chúng ta tự tôn, đó là chúng ta góp phần vào chuyện sự hình thịnh của Phật giáo, chứ không phải là chúng ta giúp cho mọi người quy y cho nhiều, đi chùa cho nhiều, mà mỗi người phải tự kiện toàn thực hành giúp mình mỗi người là một con người hoàn hảo. Thì đó là một bài thứ nhất không lời các bạn tự ra đi. Thì cô công nhận điều đó là rất là hay. Tại vì học vì sử Phật giáo Trung Hoa Ấn Độ thì cô không biết, là tại vì mất dấu rất là lâu. Nhưng mà tam võ nhất tôn chi ách là bốn pháp nạn của Phật giáo ở Trung Quốc đều là do chùa quá giàu. Là vì khi mà một triều đại mà suy nhi, những dân chúng quan tham quan ô lại quá nhiều, và khi mà có hoạn nạn họ đem tiền của họ đem vô chùa họ cúng, họ cầu tài cầu lộc cầu thoát nạn, và chùa rất là giàu, tất cả của báo thì tập trung trong chùa, ruộng đất cũng nhiều, nhưng mà dân thì nghèo vô cùng và kho báu nhà nước thì kiệt quệ hết. Và ông vua khi đó cần trưng thị dụng thì họ đành phải quốc hữu hóa tất cả các chùa, đuổi tiên tăng trở về hoàn toàn, và họ tịch thu những tài sản đó làm của riêng, là do chùa giàu mà ra. Cho nên có một cái câu mà cổ đức để lại mà chúng ta phải để ý, đó là để tự Phật không chết vì thiếu mà chết vì thừa. Và chúng ta tu mà nếu mà đạm bạc một chút, không đến nỗi đói nhưng mà đừng quá dư, thì đó là một cái điều rất tốt. Còn nếu dư quả đó, dư giả quá thì đó cũng không tốt lắm đâu. Tại ra dù Phật tử tăng hay tụng, chúng ta là phải làm sao tri túc bằng lòng với những gì mình hiện có, phải không? Rồi bây giờ tu chúng ta biết mình có Phật tính, thì Phật tính nó nằm ở đâu? Thì cô mượn lời một các thiền một thiền sư thì nói như thế này. Có người hỏi con chó có Phật tính không? Ngài nói có. Hỏi chứ Phật tính ở đâu? Tại sao nếu nó là Phật tính, nó không chui vào thân người, thân trời mà nó chui vào thân con chó? Ngài đáp gì? Nó biết mà cố phạm. Câu này rất hay. Giờ cô hỏi các em, có biết hút thuốc là hại phổi không? Có hút thuốc là ô nhiễm môi trường không? Biết nhưng vẫn hút. Có biết là ăn nhiều sẽ mập và sẽ bệnh không? Biết. Nhưng mà chiều nay ăn xong tôi mới đẻ. Đi casino là sẽ tán gia bại sản không? Biết nhưng vẫn đi. Thì cái biết đó chúng ta đều biết hết. Biết nhưng mà vẫn cố phạm, cho nên chúng ta bị nghiệp lâu. Còn biết sai mà bỏ thì đó là bắt nguồn của tôi, bắt đầu của bước tu. Ai cũng biết, trừ những đứa con nít nó không biết, nhưng mà khi chúng ta biết điều gì sai thì ngừng, đừng tiếp tục nữa.
Tổ Lâm Tế dạy thế này: không sợ niệm khởi, bất vạ sanh tâm khởi, không sợ nổi sanh, mà chỉ sợ cái giác chậm, biết sanh không tốt, ngừng lại. Mà nỗi lỡ sanh rồi thì sau đó đi sanh hối, lần sau sanh kéo ngắn lại một chút. Thay vì cái sanh cái hận đó mình tiếp tục cả tháng, cả năm, và hận đến nghìn đời không quên thì thôi, giờ hận chuyện năm thôi, mệt quá ngưng lại. Hoặc là cho đến bao giờ vừa khởi niệm là chúng ta biết, chúng ta ngừng, thì đó là tu có đắc lực. Đó là cái biết đầu tiên rất là hay. Nhưng mà biết mà tiếp tục sai phạm thì cái biết đó là cuồng loạn thêm từng niệm, chúng ta bị nghiệp lâu. Các Phật tử đó như này, thành ra Bồ Đề Tâm phát lên thì nó sẽ diệt rất nhiều niệm xấu của mình. Ưu nhất niệm quy y, trong một niệm chúng ta quay về với tâm giác ngộ thì lại diệt rất nhiều niệm xấu của mình, phải không nè? Như vậy thì chúng ta có Bồ Đề Tâm, chúng ta biết những cái gì sai thì chúng ta ngừng lại. Và tu ở đây có nghĩa là biết sai thì bỏ. Và kinh Viên Giang nói: tri huyễn tức liền, biết nó sai, biết là huyễn thì liền liền, không cần phương tiện gì hết. Giống như mình biết người mình dơ quá thì mình sẽ đi tắm. Còn nếu nói tôi thấy tôi biết dơ đó nhưng mà không biết làm sao để tắm, thì người đó nói là nói dâm. Biết món ăn nó độc thì chúng ta không bao giờ ăn. Mà biết tiếp tục những niệm này sẽ hại mình, hại người thì nó sai rồi. Thì thôi bây giờ cô tóm lại một cái lời di giáo của Phật. Ngài A-la-hán hỏi bạch Thế Tôn: khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, con sẽ nương theo ai? Tại vì lúc đó Ngài vẫn chưa chứng quả. Rút ráng và nói: đừng nương ai hết, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình làm hòn đảo cho Ngài. Từ nay về sau, khi nghe lời nào của người ta nói đây là lời của Phật dạy, con khoan tin khoan nghi, và con phải xét xem nếu nói và làm theo lời dạy đó mà hại mình hại người thì đừng tin. Nếu làm theo lời nói đó và dạy đó mà không hại mình không hại người, không hại cả hai, thì mới tin rằng lời này phát xuất từ đầu óc của một vị giác ngộ, phải không? Như vậy thì Phật đưa chúng ta chỉ nói là lầm lầm lắm dữ. Và làm sao biết lầm là dữ? Cái gì hại mình hại người đừng làm, và cái gì mà không hại mình không hại người thì có thể nói hay làm theo. Và muốn phân biệt rõ thiện và ác thì tâm phải thanh tịnh, tức là tâm không bị chi phối bởi tham. Cho nên sau này mà chư tổ đưa pháp môn niệm Phật đó, là thay vì khởi niệm tham niệm sân đủ thứ tạp niệm thì dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật để quét sạch những niệm đó cho tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì làm lành cũng giữ rất rõ này, biết rõ được thiện và ác. Thì tôi có chút xíu thôi: các điều ác đừng làm, các điều lành tùy duyên mà làm, giúp đỡ mình và người, giữ tâm mình cho thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Trong thời gian rất ngắn ngủi thì cô chỉ chia sẻ với các Phật tử như thế này. Hồi nãy nó hỏi không chưa hỏi thì cô nói mà nói mình tới đây là hết vốn rồi. Quý vị có thắc mắc có thì thầy còn ở đây lâu, cứ việc níu áo thầy mà hỏi. Phật có phân định rõ ràng như vậy. Khi nào không có thầy cô mới dạy hả? Có thầy rồi dạy gì mà không thi hành bát chánh pháp? Cho nên cô xin từ giả với gì nữa đây. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh đều còn thành Phật. Chúng con cũng xin thành kính tri ân thầy trụ trì đã mở túi từ bi để chúng con có một lần gặp gỡ, và ông là những lời Phật dạy hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
bốn ngôn sao Phật từ bi gia hộ cho thầy, nhờ tạng pháp thể kinh an chúng sinh dị độ, để chúng con hàng như chúng cũng như Phật tử tại gia được núp bóng này.